Mì ba miền tôm chua cay với nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Ở tập trước, các tuyển thủ của siêu trí tuệ Việt Nam đã khiến cho ban giám khảo và toàn thể khán giả của chương trình phải hồi hộp theo dõi từng khoảnh khắc thi đấu. Và ở tập này, điều bất ngờ gì sẽ diễn ra? Cả thế giới vẫn không ai biết được nhân vật con nhà người ta là ai. Và thưa quý vị, nhân vật con nhà người ta ngày hôm nay sẽ đến chinh phục thách thức của siêu trí tuệ Việt Nam. Chiến binh nào sẽ đến để chinh phục những thử thách vượt xa tầm tưởng tượng của bộ não con người? Ngày hôm nay em đến với siêu trí tuệ với mục đích gì? Đến với chương trình là để chứng minh cho ba mẹ em thấy rằng em không phải là một người quá bình thường như ba mẹ em nghĩ. Đâu sẽ là thử thách dành cho những con người phi thường? Đây là một bộ môn được thi ở đấu trường quốc tế và cả hai tuyển thủ quốc tế đều thất bại. Làm sao làm được quý vị? Người ta có luyện tập, người ta có nghiên cứu, còn ông này tới đây chỉ tưởng tượng. How can? Quá khó so với những gì mà tôi đã được xem ở trong các chương trình siêu trí tuệ. Bạn ấy là một con người không bình thường một tí nào cả. Bạn ấy thực sự là một người tài năng. Cái phần này nó khó hơn nữa là cái tính đa nhiệm của bạn ấy cùng một lúc phải làm nhiều việc. Em cũng không nghĩ đấy là một cái khả năng đặc biệt. Cái đó là khả năng đặc biệt đấy em. Anh không thể làm được cái điều đó và không ai có thể làm được điều đó. Đây là món quà của Thượng Đế. Đây là một cái bộ óc kinh khủng và làm cho những người xem cảm thấy hoang mang thực sự. Gương mặt ưu tú nào sẽ bước lên đỉnh cao trí tuệ và nhận được giải thưởng đặc biệt đến từ hai nhà tài trợ chính? Nhà tài trợ chính Mì Ba Miền trao tặng các giải thưởng với tổng giá trị 500 triệu đồng hiện kim cùng bộ sản phẩm Ba Miền, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Giải thưởng đặc biệt 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ chính Sting, năng lượng tỉnh táo, bùng sáng trí tuệ Việt. Tất cả đã sẵn sàng, hãy cùng chào đón người dẫn chương trình Trấn Thành. Trấn Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Quý vị và các bạn đang theo dõi Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2. Chương trình do V Channel thực hiện, được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV2 V Channel và được phát sóng song song trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt. Chúng tôi xin được cảm ơn hai đơn vị tài trợ chính của chương trình đã mang đến cho chúng ta rất nhiều những sự hỗ trợ cũng như những giải thưởng. Xin được cảm ơn nhãn hàng Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Và xin cảm ơn Mì Ba Miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Quý vị và các bạn thân mến, qua nhiều số phát sóng của chương trình thì chắc đến đây thì quý vị và các bạn đang rất là nóng lòng để chờ đợi những cái bộ môn mà chưa bao giờ mình gặp. Qua mùa 1 cũng như những tập phát sóng đầu tiên thì phản hồi từ khán giả rất là tốt và chương trình luôn luôn ghi nhận và luôn luôn đón chào những thành viên mới đến với đài gia đình của siêu trí tuệ Việt Nam. Và ngày hôm nay, chương trình của chúng tôi cũng sẽ đón chào một vị giám khảo khách mời rất là trẻ tuổi, đẹp trai mà quý vị và các bạn rất là yêu mến. Trước tiên, chúng ta sẽ gặp gỡ những vị giám khảo thường trực quen thuộc của chương trình. Đó là giám khảo khoa học, phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam. Giám khảo thường trực ca sĩ Tóc Tiên. Giám khảo thường trực nhà báo, người dẫn chương trình Lại Văn Sâm. Và về giám khảo trẻ tuổi mà Trấn Thành muốn nhắc đến, thưa quý vị, ca sĩ Subin Hoàng Sơn. Như lần này là lần đầu tiên tham gia siêu trí tuệ đúng không? Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình siêu trí tuệ Việt Nam ạ. Subin, cho anh hỏi là hồi xưa đi học em giỏi nhất môn gì? Em giỏi nhất môn... Đừng nói thể dục nha. À không, thể dục cũng là một cái năng khiếu của em, nhưng mà em là giỏi nhất về môn nhạc. Hợp lý mà hợp lý. Ngày xưa may mắn là cũng được làm quảng ca anh ạ. À thế à? Dạ vâng. Thế còn Tóc Tiên xem giỏi những môn gì nhỉ? Văn với lại tiếng Anh anh ạ. Mà thí dụ y? B, toán hóa sinh. Sao kỳ vậy? Em không biết đâu, đời em có nhiều mâu thuẫn lắm. Thế còn Subin đến đây với chương trình siêu trí tuệ, em có xem trước đó không và em nghĩ gì về chương trình này? Em đã từng xem vài tập trong mùa 1 và có một vài tập em cực kỳ ấn tượng với các bạn thí sinh khi mà các bạn ý có những cái tài năng xuất chúng mà có lẽ là chỉ có siêu trí tuệ Việt Nam mới có thể tìm ra được những tài năng như vậy. Thì ngày hôm nay em đến đây
là một cái may mắn, và nó cũng là cái cơ hội để em được tận mắt chứng kiến, không phải qua màn ảnh nhỏ mà được ngồi đây trải nghiệm cái cảm giác đó. Cảm ơn em. Anh Sâm thân mến, cái thời mà anh còn đi học á, thì anh Sâm ngoài cái việc anh học giỏi văn ra thì anh còn có một cái biệt tài gì không ạ? Tôi không nhận thấy mình có một cái khả năng gì đặc biệt ngoài chuyện học. Thích thì thích nhiều thứ, cái gì tôi cũng tham gia và cái gì cũng thích. Nhưng mà cái khả năng nào đặc biệt thì bây giờ mình ngẫm lại thì mình thấy không có một cái khả năng đặc biệt nào hết. Là chỉ là văn và ngôn ngữ. Văn, toán tôi học tương đối toàn diện. Năm dạ. nào cũng đi thi học sinh giỏi hai môn, nhưng mà văn thì đi sâu hơn, còn toán thì rụng ở giữa đường. Thì thường là vậy mà, văn với toán là hai cái đường song song. Ai đã đi đường này thì không đi đường kia. Nhưng mà anh Sâm, hồi xưa anh có ước mơ và hoài bão rõ ràng không ạ? À? Hay là cuộc đời nó dẫn mình đi đâu thì mình đi tới đó? Khi mà tôi học đến lớp 10 là năm 1974, là bắt đầu xác định là cuộc chiến tranh chống Mỹ còn dài, và khi đó xác định là đi bộ đội, chứ không có nghĩ đến chuyện là sẽ được học tiếp lên đại học hay gì đâu. Ngoài chuyện là nhập ngũ đi chiến đấu thì không có một cái ước mơ gì gọi là ghê gớm cả. Dạ vâng, nhưng mà may mắn là số phận đưa đẩy để chúng ta có được một nhà báo, một người dẫn chương trình tuyệt vời như anh Lại Văn Sâm ngày hôm nay. Cái cơ duyên nó sẽ đến với nhiều người trong nhiều trạng thái khác nhau, nhưng mà ai là người đủ cái may mắn để nắm bắt được cái cơ duyên đó ở lại thì mới thay đổi được số phận của mình, cũng như một tóc tiên của chúng ta, thưa quý vị. Ngày xưa là đi học là ngành y, và nghệ thuật nó đến. Nếu như em nó không đủ yêu và không đủ giỏi để ở lại với nghệ thuật thì ngày hôm nay biết đâu khi quý vị vào trong đó, cái cô y tá đang chích mình là tóc tiên. Cái điều gì làm cho em cảm thấy em yêu nghệ thuật và em muốn theo đuổi nó? Em không biết những cái ngành nghề khác thì như thế nào, nhưng mà đối với cái nghề của mình thì em có thấy một cái câu nó rất là đúng, đó là nghề chọn người chứ người không chọn nghề. Em tin rằng là mọi cái sự kiện diễn ra trong cuộc sống mình, nó đến với mình đều có một lý do nào đó, mà ngay tại thời điểm đó có thể mình không hiểu cái lý do đó là gì, nhưng nhiều năm sau khi nhìn lại mình nói à, nó đến để cho mình thay đổi, nó đến để tạo bước ngoặt cho mình. Thượng đế đã cho mình một cơ hội, còn cái chuyện nắm bắt được hay không là nằm ở mình, số phận là do mình quyết định. Mọi thứ đều có một hành trình riêng và nó xảy ra đúng cái quỹ đạo của nó. Nó chỉ dừng lại cho mình khoảng tí xíu thời gian để mình có thể biến cái dừng lại đó thành cột mốc hay không mà thôi. Anh Nam thì sao ạ? Có bao giờ anh nghĩ là ngày hôm nay anh là một cái người nghiên cứu về khoa học hay không ạ? Vâng, cũng xin chia sẻ với mọi người là cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì chỉ là học sinh trung bình thôi. Cái lĩnh vực mà tôi có thể là học khá hơn đấy là toán học thôi. Khi mà đến cấp 3 ấy, định chọn trường thi đại học ấy, thì thấy ở lớp thì có 5-6 bạn là đều là thi ngành kiến trúc. Các bạn đi học thì mình cũng đi học theo. Thế nhưng mà đi thi thử môn vẽ thì nhân 2, mình được loại D. Thế là bảo ôi chắc là trượt, là không được đâu. Thì bắt đầu mới chọn một cái ngành khác. Thì lúc đấy cái nhóm ngành mà có vẻ dễ nhất đấy là toán, văn, ngoại ngữ, cho nên là thi khối D, chọn thi luật. Vào học 2 năm đại cương ấy, thì lại học cùng với cả một số cô tâm lý. Các cô nói câu chuyện về cuộc sống, rồi hiểu về bản thân, hiểu về thế giới, thích quá. Thế là đi theo ngành tâm lý. Lúc đấy bố mẹ nói rằng tâm lý thì ra ngoài làm cái gì. Cuối cùng là tôi vẫn đi học tâm lý. Ra nước ngoài học cũng là theo ngành tâm lý, là tâm lý học lâm sàng ấy. Đến lúc mà trở về nước này, bây giờ mình lại trở thành giảng viên, đúng y như là bố mẹ mình mong muốn con đường. Dạ vâng, một đường vòng. Mọi thứ này được xảy ra đúng với quỹ đạo của nó. Thì thưa quý vị, sở dĩ ngày hôm nay tôi hỏi quý vị nhiều về ước mơ hoài bão và những gì quý vị đã dự định mà không làm được để rồi quý vị làm một công việc khác, nó hoàn toàn giống với những thành viên đến với chương trình của chúng ta học một ngành nghề khác nhưng tham gia dự thi với một thử thách trong các đấu trường quốc tế. Và đó là thí sinh như thế nào, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giải lao, thưa quý vị. Yes. Quý vị và các bạn đã trở lại với Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Bây giờ mình thư giãn tí đi, tất cả mình cùng chơi game nha. Mời tổ trợ lý khoa học. Thưa chư vị bằng hữu võ lâm, trên bảng chúng ta hiện ra một cái đề có những cái ô số. Tôi gọi bộ môn này một cái tên mỹ miều dân gian gọi là xe chỉ luồn kim. Xe chỉ luồn kim là sao? Chúng ta sẽ dùng bút chì để xe duyên cho các cặp số đến với nhau. Chỉ được nối đường thẳng, không được nối một cái đường xéo. Xung quanh cái số 4 phải có 4 đường nối. Xung quanh số 3 phải có 3 đường nối. Sau khi tất cả các số này được nối lại thành một cái hệ thống mà không có một cái số nào bị cô lập cả, xem như chúng ta thắng. Bây giờ mình cùng chơi quý vị nhé. Thời gian bắt đầu.
chưa? 10 phút đã trôi qua, xin các thí sinh nộp bài để tôi xem kết quả như thế nào. Nhìn vào biểu cảm của nhà báo Lại Giang Sâm, tôi tin chắc rằng bài thi không ổn lắm. Đây là làm bài tập thể rồi. Đoàn kết thì sống. Tôi nhận thấy một điều như thế này, lần sau các vị giám khảo nên tự trọng hơn khi làm bài thi để tránh việc copy y chang kết quả của nhau. Thế làm để làm gì? Mặc dù copy nhưng thí sinh Lại Văn Sâm vẫn không copy đúng được. Quá. Không copy đúng. Đúng mà. Đúng mà. Dạ không, có một người cũng sai. Ai là người đã từng cầm cái mũi tên chọt chéo mà còn để dấu mũi tên? Xin lỗi quý vị, tôi nhầm, không phải thí sinh Lại Văn Sâm mà là thí sinh Su Viên Hoàng Sơn. Không những đi đường chéo mà còn để mũi tên. Đọc sai đề đó. Hãy xem đáp án đề bài. Rồi, đúng thì đây là luôn. Người hoàn thành đầu tiên và hoàn toàn chính xác là thí sinh Talk TN. Dạ. Quy luật của trò chơi này là chúng ta sẽ bắt đầu từ những số lớn trước. Thì xung quanh cái số 4 góc này nó phải đáp ứng được 4 đường kẻ. Thì cái số 4 tiếp theo nó cũng có 4 đường kẻ. Nhưng quý vị để ý số 3 góc bên này nè, là nó chỉ nên đi 2 đường này và 1 đường nữa thôi. Nếu như quý vị kẻ thêm 1 đường từ đây xuống đây nữa là mình sai. Đây là tất cả những đường kẻ mình có thể nối các con số lại với nhau. Chúng ta đang giải một trong những cái đề dễ nhất của cái môn này. Sẽ có những ô số khủng hoảng hơn sắp được ứng viên ngay sau đây mang đến cho siêu trí tuệ Việt Nam. Và người đó là ai? Mời quý vị gặp gỡ. Vốn sinh ra không nằm ở vạch đích, tôi tự nhận thấy bản thân mình không sở hữu một bộ não quá phi thường như bao thiên tài khác. Và chắc hẳn nhiều bạn trẻ cũng sẽ cảm thấy giống như tôi. Đó là con nhà người ta. Bạn biết không, có nhiều người sinh ra đã là một thiên tài, nhưng cũng có những người phải trải qua nỗ lực để trở thành một thiên tài. Và tôi sẽ trở thành một trong số đó. Tôi bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống, thay đổi một số thói quen và lựa chọn những điều phù hợp nhất để có một tinh thần tỉnh táo của một siêu trí tuệ Việt Nam. Tôi lựa chọn đánh thức khả năng toán logic đã tiềm ẩn trong mình bấy lâu nay, quy đổi hình học thành đại số và thách đố trí não tìm ra những quy luật chồng chéo nhau. Giới hạn của bộ não là vô hạn. Tôi sẽ khai phá những vùng đất hoang sơ thành những vùng đất màu mỡ của toán học. Và tôi là Anh Quốc. Tôi chính là con nhà người ta. Thưa quý vị, khẩu khí khá lắm. Bố mẹ vẫn thường bảo rằng là con nhà người ta kìa. Cả thế giới vẫn không ai biết được nhân vật con nhà người ta là ai cho đến khi được cha mẹ mình đưa vào cuộc sống. Và thưa quý vị, nhân vật con nhà người ta ngày hôm nay đến đây chinh phục thách thức của siêu trí tuệ Việt Nam. Hãy chào đón thí sinh Anh Quốc đến từ Việt Nam. Anh Quốc đến từ Việt Nam. Dạ, lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến ban giám khảo cũng như anh Trấn Thành. Em tên là Hoàng Đình Anh Quốc, hiện tại em 18 tuổi và em đang là sinh viên năm nhất của trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh. Cho anh hỏi anh Quốc là em đã đến Anh Quốc chưa? Chưa. Chưa bao giờ hả? Dạ. Từ xưa đến giờ em học trong trường là em học giỏi nhất môn toán đúng không? Dạ, các môn liên quan đến tự nhiên, ví dụ như toán, lý, hóa. Em nghĩ là sau này mình sẽ làm gì? Nếu như theo chuyên ngành của em thì em sẽ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin hoặc là một lập trình viên. Em thích điều đó chứ? Dạ thích, tại vì từ hồi nhỏ em rất là thích những cái công việc liên quan đến máy tính cũng như là phần mềm. Ngày hôm nay em đến với siêu trí tuệ với mục đích gì? Đến với chương trình siêu trí tuệ ngày hôm nay là để chứng minh cho ba mẹ em thấy rằng em không phải là một người quá bình thường như ba mẹ em nghĩ. Ba mẹ em đã nghĩ gì hỡi người không bình thường? Lúc mà em xem chương trình siêu trí tuệ của mùa đầu tiên thì em hỏi ba mẹ em là con đi thi siêu trí tuệ thì ba mẹ nghĩ là có được hay không? Thì câu trả lời mà em nhận được là con mà đi thi là con thua người ta cái chắc luôn. Nên là em đến đây để em thay đổi suy nghĩ đó của gia đình.
Chúng ta sinh ra để vượt qua tất cả những giới hạn của bản thân mình, và những câu nói đó nó tạo cho chúng ta một chướng ngại vật để mình có năng lượng vượt qua nó. Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta có một trò thú vị để cùng nhau trải qua nhé. Ngày hôm nay thử thách của chương trình dành cho bạn là gì? Ngày hôm nay em đến với chương trình Siêu Tuệ Việt Nam với thử thách tên là Kết Nối Ba Miền. Việt Nam được chia thành 3 vùng chính, bao gồm Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Mỗi vùng đều sở hữu những nét riêng biệt về địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu và nền tảng văn hóa. Sự dung hòa và kết nối tự nhiên trong quá trình giao thoa văn hóa vùng miền đã tạo ra tính đa dạng trong một nền văn hóa chung mang tính dân tộc. Hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện một hành trình vòng đất nước để khám phá sự kết nối tự nhiên giữa các vùng miền, các nhóm dân tộc và các loại hình văn hóa thông qua thử thách Kết Nối Ba Miền trên sân khấu chính, một bài toán tư duy logic dưới dạng kết nối các miền. Mỗi một miền có số đường kết nối khác nhau. Tuyển thủ tiến hành suy luận, chuyển đổi thông tin để tìm ra cách kết nối các miền một cách logic nhất. Lưu ý, với tinh thần không một miền nào, không một gia đình, không một người nào bị bỏ lại phía sau. Vì thế, trong quá trình thực hiện thử thách, tuyển thủ không để miền nào bị cô lập. Giữa mỗi miền với nhau không có nhiều hơn 2 đường kết nối. Các đường kết nối chỉ có thể song song hoặc vuông góc, chứ không thể giao nhau. Hoàn thành chính xác, thử thách thành công. Tôi thích cái thử thách này là bởi vì năm nay ấy, là ban biên tập cài những cái yếu tố nó liên quan tới văn hóa, rồi địa lý, rồi mang tính dân tộc của đất nước vào. Nó không chỉ đơn thuần chỉ là một cái thử thách đố các bạn phải vượt qua, mà là nó gắn liền với chuyện là nối liền ba miền. Cái môn này là thế giới người ta có thi không em? Dạ, có. Cái thành tích cao nhất mà người ta đạt được tính theo thời gian hay tính theo cái gì em? Dạ, muốn biết người ta cao hơn ai thì đầu tiên là sẽ xét độ chính xác trước. Sau khi xét độ chính xác thì sẽ xét đến thời gian. Thì thời gian nhanh nhất của thế giới hiện tại là 7 phút. Xem phần thi của quốc tế, tại vì quốc tế cũng đã từng có đề này rồi thì mình cảm thấy rất phấn khích. Mình nghĩ là mình sẽ làm được đề thi này. Dự định ban đầu của mình là 7 phút. Cái chuyện mà mình kết nối mấy cái số này nó khó ở chỗ nào em? Em nghĩ cái điều khó nhất đó là quy luật. Các điểm khi mà nối với nhau thì sẽ cần một số điểm nhất định. Thì em phải giải cái bài toán logic đầu tiên để em tìm ra quy luật. Sau khi em giải được cái quy luật đó thì em mới giải được bản đồ ở dưới. Có nghĩa là cái này nó có cái quy luật riêng của nó đúng không? Dạ, và em phải tìm quy luật và đó. Và mỗi một đề là có một cái quy luật riêng. Dạ. Em phải tìm ra được cái đó. Trăm nghe không bằng một thấy. Mời tổ đầu cuộc. Những chiếc trụ chứa đựng những con số bí ẩn. Với sự tự tin của mình, anh Quốc có vượt qua được thử thách lần này? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Tiên và ban giám khảo khác giải trên một cái mặt giấy phẳng 2D thôi, nhưng mà Quốc phải giải trên một cái ma trận 3D. Nó rất là khó nhìn, gây cản trở và rất là dễ nhầm lẫn nữa. Lúc nãy chúng ta có tham gia trò chơi này, nhưng dưới hình thức là giấy và các con số rõ ràng cụ thể. Bây giờ cái điều khó hơn là không có con số cụ thể, thưa quý vị. Tất cả sẽ được chuyển sang thành hình học. Dưới cái dạng mặt phẳng hình 2D, chúng ta nhìn được cái tổng thể và chúng ta có thể đưa ra được các cái chiến lược dựa trên việc cân nhắc tổng thể. Nhưng mà khi mà chúng ta giải ở trong cái mô hình 3D ấy, thì rõ ràng là chúng ta sẽ chỉ nhìn được các cái số lượng của các cái cột mà ở xung quanh mình thôi. Ở đây quý vị thấy có rất nhiều những cái bánh như thế này và nó được xếp thành những cái hình thù khác nhau. Những cục trên này được quy ước ra thành những con số. Có nghĩa là bản thân những cái hình này được quy ra thành những giá trị khác nhau. Rồi nguyên một đống này cộng lại thì phải cộng mấy trừ mấy để ra một cái bánh này là một đơn vị nào đó. Thì tất cả những cái cột này, mỗi một cột, bạn phải nhìn cái hình này mà tưởng tượng, tính toán xem cái cột đó là con số mấy, để rồi chơi cái trò chơi kết nối ba miền giống như chúng ta đã chơi hồi nãy. Và lần đầu tiên bạn này được làm cái điều này dưới dạng mô hình 3D. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đánh giá độ khó của tiết mục. Xin mời anh Lại Văn Sâm. Quá khó so với những gì mà tôi đã được xem ở trong các chương trình. Và tôi nghĩ rằng là đây không phải chỉ có kiến thức toán học, bạn ấy còn có một cái trí óc tưởng tượng để mà làm sao sau đấy cái nhiệm vụ là kết nối.
Khi mà cho điểm ấy, thì chúng tôi xác định cái độ khó của cái phần thử thách, chứ không phải là bạn này giỏi hơn bạn kia. Cái thử thách đấy thì quá khó, cực kỳ khó. Được, xin cảm ơn anh. Tóc tiên. Cái mức độ khó thì anh Sam đã chia sẻ rồi, nhưng em nghĩ là cái điều mà khiến cái phần này nó khó hơn nữa là cái tính đa nhiệm của bạn ấy cùng một lúc phải làm nhiều việc. Thay vì chỉ là giải toán, tìm ra cái quy luật logic, thêm một cái khó nữa là kết nối ba miền. Hồi nãy anh chị em mình giải là đã có số ở những vị trí cụ thể cố định rồi. Còn đằng này chính bạn ấy phải là người tự tìm ra cái con đường đó. Và quan trọng hơn hết, bạn đang đặt ra 7 phút cho mình là mục tiêu để vượt qua đấu thủ của thế giới. 7 phút đấy là bạn ấy tự đặt ra thôi chứ không phải là thách thức của chương trình, đúng không? Riêng bạn là cái kỷ lục mà bạn muốn vượt qua. Trước khi bạn ấy thi thì tôi lại khuyên bạn là nên vượt qua cái vòng này và quên đi cái vượt qua thử thách đi. Bởi vì nếu bạn ấy vào được biệt đội siêu trí tuệ, bạn có cơ hội tự vượt chính mình. Dạ đúng, tốt hơn. Anh Sam nói hoàn toàn đúng, đừng có đặt áp lực cho mình quá. Như độ khó thì mọi người đã giải thích rồi. Nếu như bạn ý hoàn thành được tốt cái phần thi này thì chắc chắn là bạn ý sẽ phải tự hào về mình rất nhiều và tự hào với cả gia đình mình nữa. Bạn ý thực sự là một người tài năng. Lúc mình nhận được 3 con 5 thì mình rất là bất ngờ, vì mình chỉ dự đoán điểm của mình là chỉ ở mức 11-12 điểm thôi. Lý do mà Sobin cho anh Quốc cái số điểm 5 mình tính theo độ khó này, cộng thêm một cái nữa, đó chính là một điểm mà Sobin luôn luôn muốn ngày hôm nay Sobin cho tất cả các bạn thí sinh, đó chính là điểm động viên, để gọi là khích lệ tinh thần. Tôi khá là hiểu tại sao 3 giám khảo lại đưa ra cái điểm số là 5 điểm. Tại vì cùng một lúc anh Quốc để chinh phục cái thử thách này phải giải quyết rất là nhiều vấn đề, gồm có cả giải phương trình, rồi tư duy tính toán, rồi là logic trong cái việc kết nối tất cả các cái trụ cột trong một cái khoảng thời gian bị áp lực. Thưa quý vị, bạn sẽ được theo dõi video quy đổi từ hình học sang số học trong vòng 1 phút. Bạn được quyền tận dụng thời gian của 1 phút đó để quan sát tiếp những cái cột 3D này. Em sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Ban đầu thì mình cũng khá là choáng, bởi vì mình không nghĩ là đề chỉ cho một số duy nhất để mà mình suy luận ra những hình còn lại nó sẽ là những số gì. Nó khó hơn mình tưởng rất là nhiều. Đầu tiên mình sẽ quy đổi từ hình thành số trước, giá trị của mỗi hình tương ứng với số cạnh của hình đó theo thứ tự. Với đề bài này thì quy luật của nó sẽ là màu xanh lá cộng cho màu vàng và trừ cho màu xanh dương. Bạn chỉ có 1 phút để giải ra cái phương trình đó, mà cái khó nó nằm ở chỗ là bạn phải giải đúng. Còn một khi đã giải sai thì nguyên một cái ma trận đằng sau là coi như là bước đi luôn. 92 thì đó. Ôi xong rồi kìa. Sobin nhìn thấy trực tiếp chỉ mất khoảng tầm 15 cho đến 20 giây là anh Quốc đã giải xong được cái mã hóa đấy rồi. Anh Quốc sử dụng rất ít thời gian để giải hết các giá trị có trong quy ước. Đó có phải là một lựa chọn chính xác hay quá vội vàng? Học màn hình bắt đầu. 6, 3, 4. Ở đó là tới 30, tới 40 ô thì Quốc phải nhớ hết rõ giá trị của từng cái ô đó để mà tính toán sao cho nó chính xác nhất. 3, 2, 5, 3. Điều khó khăn thì mình nghĩ đó là về tầm nhìn. Tại vì lúc mình làm trên giấy thì mình sẽ nhìn được bao quát, còn khi mà mình làm trên diện rộng thì mình chỉ nhìn được một góc. Rồi sau khi mình quay đi chỗ khác thì góc đó mình sẽ không thể ghi nhớ chính xác và thực hiện đúng trong đầu nữa. Phải làm từ góc trước để xem các cái đường nối ở góc nó đi như thế nào, đúng không? Thường là bắt đầu từ cái góc. Đối với mình, cái bước đầu tiên mình sẽ tìm một số ở góc. Sau đó từ số góc mình sẽ suy luận ra những số xung quanh. Làm sao đó để mà các điểm không bắt chéo nhau. Tuy phương pháp này là một phương pháp làm rất là nhanh, nhưng mà nó chỉ nhanh khi bạn làm đúng từ đầu. Còn nếu như mà sai thì bạn phải đi lại hết cả một quá trình để việc tìm ra lỗi sai rồi bạn mới đuổi tiếp. Cái này bạn giải nhanh vậy? 6, 8, 4. Vấn đề là tốc độ nữa. Cái cũng là cả một vấn đề nữa. Rớt cái dây chẳng hạn. Đó, cái điều này thì làm cho tất cả những cái mối liên hệ về trí nhớ và cái suy luận có thể là nó bị tạm dừng trở lại.
nó khá là khổ cho mình phải nói đi nói lại rất là nhiều. Với lại điều đó nó cũng cản trở cái việc suy luận ở những cái điểm tiếp theo khi mà mình giải một cái bản đồ lớn như vậy. Được 2 phút rồi. Mới ra 2 phút. Cái vấn đề là nó giải ra cái quy trình hay nhanh quá vậy bạn. Nó ban nãy là em thấy lúc mới dầu ra nó nắm rất chắc cái kìa tay, nó cứ thế nó tính. Mà nó còn đi, nó đi rất là tung tăng. Nó đi đến đâu nó tính luôn lên đấy con số mấy và nó nhìn luôn ra. Ôi. Mà nó trông động tác của nó như là nhảy. Nó còn đi. Nó cứ thế nó chạy. Cái tiết mục đấy là tiết mục của nó rất sôi động, vừa phải chạy vừa phải tìm và nhìn đi nhìn lại. Cùng một lúc bạn phải làm rất nhiều việc, không chỉ là tìm ra những con số mà bạn ấy phải tìm cách để kết nối những con số đấy theo cái quy luật chứ mà kết nối lung tung. Đầu óc nhanh lắm. Chấm ra nhìn số luôn. Như là bấm phím. Cái tư duy logic của nó. Em bất ngờ nhất là cái lúc mà bạn ấy tính từ cái phương trình ấy. Mình cứ tưởng là nó sẽ mất thời gian để suy nghĩ. Tại vì cái đấy nó là 30 giây, hơn 30 giây. Cái đấy nó là tiền đề để bạn ấy nối cái này. Đúng rồi. Chưa đến 30 giây. Chỉ 28 giây rồi nó xong. Nhìn. Connect tất cả bốn đầu, nó chỉ cần connect một đầu là nó sẽ tìm cái giá trị một. Giá trị một nó chỉ nối với cả một cái điểm nào đấy thôi, hoặc là cái giá trị nào mà ở góc mà nó bốn ấy thì kiểu gì nó cũng phải nối là các dây ra. Rối khúc đó. Bình tĩnh em ơi. Mình không ai là mình rối. Kiểu như mình làm rối loạn, rối lung tung vậy. Còn một cột đấy. Bỗng nhiên bạn dừng lại ở cái đoạn cuối. Lúc đó là mọi người hoang mang. Tại vì mà đi một cái dây rất là dài tới cuối mà bị sai, tức là phải đi ngược lại. Và lúc đó là rõ ràng anh Quốc có cái sự bối rối, lo lắng thấy rõ luôn, trước đó bạn rất là tự tin luôn á. Cái phương pháp của mình là mình giải từ một điểm ở góc, sau đó mình bao trùm đến điểm cuối cùng. Thì nếu như đến điểm cuối cùng đó mà mình vô tình mình thấy cái số mà mình giải không đúng thì mình sẽ phải làm quay lại toàn bộ. Thì vô tình hôm nay mình bị cái lỗi đó, cho nên là mình phải tháo hết toàn bộ, kiếm lại cái vị trí sai đó nằm ở đâu. Ngay giai đoạn nước rút, anh Quốc đã phải liên tục tính lại các đường đi. Điều này sẽ khiến não bộ căng thẳng hơn bao giờ hết. 213. Dự định ban đầu của mình là 7 phút. Thì mình chỉ dự tính là mình giải trong vòng 5 phút thôi. Vô tình nó bị cái sai sót đó thì mình phải quay lại làm cho mình tốn nhiều thời gian hơn. Sân chơi lớn như thế này thì cái tâm lý lo lắng đó đôi khi gọi là sai một ly mà đi một dặm. Chỉ cần sai mất một nước thôi là chiến lược là nó bị hỏng. Có lẽ lúc đầu là chưa dành nhiều thời gian để nhìn phương trình mà đã đi tìm. Bây giờ mà phương trình mà sai là đi cả đám sai luôn. Thử thách hoàn thành thưa quý vị. Anh Quốc đã đưa ra đáp án cuối cùng. Sự chênh lệch so với thời gian dự kiến ban đầu liệu có ảnh hưởng đến kết quả này?
Good job, good job, good job. Sao em ơi? Cái hành động mà cúi đầu mà có một chút xíu thất vọng đó thì Tiên hiểu rằng là nó là đến từ cái việc mà bạn ấy không đạt được cái mục tiêu bạn ấy tự đặt ra cho bản thân bạn ấy là vượt qua cái kỷ lục thế giới trong vòng 7 phút. Sao? Tay mình gãi đâu em? Ok. Mình tự đặt ra mục tiêu để mình đấu thế giới thôi. Nhưng mà trước tiên mình ăn cái trận Việt Nam đã. Rồi từ từ em về em luyện tới em còn thời gian mà. Mới vòng 1 thôi. Bây giờ anh Thành hỏi em nè, hồi nãy em đang làm cái tự nhiên cái em khựng lại, nó có hai cây cột thôi, cái em phải tháo ra hết luôn. Rồi từ đó về sau cái em hơi rối là cái đoạn đó là nó bị cái gì? Dạ tại lúc em chuyển cái hình ra dẫn số thì em có một đoạn em chuyển sai, nên là em buộc phải làm lại từ vị trí đó quay lại. Cái này là nó sai một cái là đi luôn hả? Dạ sai một điểm là phải đi một quãng lại để tìm ra lỗi sai đó và phải đi tiếp. Em có chiến thuật riêng cho mình không? Dạ có. Cái này là chiến thuật do thế giới ta áp dụng luôn không hay là em nghĩ ra thôi? Dạ chiến thuật này em tự áp dụng. Tự áp dụng của riêng em. Anh muốn hỏi là theo em thì với cái đề bài như thế này đối với em là dễ hay là khó? Đối với em thì em thấy nó ở nhóm bình thường nhưng mà nó sẽ dễ bị nhầm ở một số điểm. Ví dụ như ở xung quanh thì có rất là nhiều điểm số 3 và điểm số 4 thì em phải tìm ra những điểm nối. Thôi, trong lúc chờ chưa xuất kết quả, em có thể đọc các cái giá trị như là hình tam giác màu vàng hay cái giải gì cho mọi giùm người chị không? Dạ, thí dụ như cái này thì theo như quy luật ta có ở trên màn hình thì hình bên ngoài sẽ là một số dương. Những cái hình lồi lên sẽ là phép cộng, những hình lồi xuống sẽ là phép tính trừ. Thí dụ như hình này thì chúng ta sẽ có bên ngoài là hình ngũ giác thì sẽ tương ứng với số 5. Sau đó hình tam giác là 3, hình tròn là 1. 8 và cộng hình tròn này là 1 là 9. Sau đó ta trừ cho 4, trừ cho 2. Trừ 4, trừ 2, trừ 6 còn 3. Dạ còn 3 là chúng ta sẽ có 3 điểm. Và sẽ áp dụng cho toàn bộ bảng. Trong lúc mà cháu di chuyển từ cột nọ sang cột kia, chú thấy có lúc cháu như là nhảy hip hop. Đấy là tự nhiên hay cháu cố tình tạo dáng cho nó đẹp? Tại cháu nghĩ là nếu như mà chạy một vòng thì nó sẽ tốn khá nhiều thời gian nên cháu chui luôn. Chính xác là lúc mà đứng ở trên kia nhìn xa xa thì không rõ đâu. Thưa quý vị, phòng máy NASA vừa báo xuống đã có kết quả. Yes. Wow. Chúng ta sẽ hiển thị hai đáp án của chương trình. Một bằng hình và hai là sau khi được quy từ hình ra số. Quý vị hãy theo dõi đáp án của bạn so với đáp án của chương trình. Đây là đáp án hình và số đúng của chương trình. Quý vị thấy nó phức tạp ghê chưa? Cho xem đáp án của bạn. Có một cái gì tương không có một chỗ cái... sai này. Có ở 4, dưới 4 ở đây. Đáp án của chương trình show ra mà nó không giống với đáp án của bạn Anh Quốc ấy. Hụt hẫng kinh khủng, tiếc kinh khủng luôn. Lúc đấy là chấm hết à? Anh Quốc đã thua cuộc trong lúc đó. Đáp án của bạn không giống với chương trình thưa quý vị. Tất cả bao nhiêu ca đều bị khựng lại ở một cái góc. Và mọi người giống như là chết, không biết lỗi nằm ở đâu. Đáp án mà tổ chức khi mà đưa ra nó cũng làm cho mình cảm thấy rất là hoang mang. Em thấy thế nào về điều này anh Quốc? Thường thì những cái trường hợp như thế này xảy ra thì em không quá bất ngờ. Tại vì đề thì cũng sẽ có những trường hợp nó có nhiều hơn một đáp án. Em thử kiểm tra lại xem là mọi thứ có diễn ra đúng với những gì mà em tính toán không? Đây là không nhìn được. 4 nè, 3 nè, 2 là đúng. Phản xạ đầu tiên của cả Tiên lẫn anh Nam luôn á là đi tính thử coi đúng là những cái đường dây nối xung quanh cái giá trị đó có đúng là số 4 hay không, có đúng là số 3 hay không. Và tính trong cái trạng thái hồi hộp và căng thẳng sợ mình tính sai nữa. Khi đếm và suy nghĩ cẩn thận lại, không, đây là đáp án đúng mà. Thì lúc đó mới nhớ ra là một cái ma trận đó nó có rất là nhiều đáp án khác nhau. Tôi nghĩ rằng là đây cũng vẫn là một đáp án đúng. Bài này hai cách giải ạ. Hai cách giải, đúng rồi, okay. đúng. Mình đi theo cái hướng giải khác, đó là hướng giải một đường. Tức là những cái đường nó sẽ chỉ nói một đường lại với nhau chứ rất là ít khi xuất hiện cái việc hai đường. Chắc chắn. Dạ, tại bài này thì có thể giải theo một cách khác được là ở chỗ số 4. Số 4. 4 á. Chúc mừng anh Quốc. Không hề nao núng hay lo lắng. Thưa quý vị, với những gì xảy ra thật sự tuyệt vời. Em có cảm xúc như thế nào? Em lúc mà hiện ra đáp án đầu tiên em cũng không lo lắng. Trường hợp này em gặp cũng nhiều. Lúc mà em làm xong em dám chắc chắn 100% là em đúng. Sư Viên Hoàng Sơn, em có cảm xúc gì sau khi xem phần thi của bạn?
Em cảm thấy quá đã và thực sự khâm phục anh Quốc rất là nhiều. Tại vì cái mà bạn ý, em nhìn thấy lúc mà bạn ý bấm cái chuông và gục mặt xuống ở đấy có lẽ là chỉ là vì về thời gian thôi. Ngày hôm nay là anh Quốc đã rất là tỏa sáng rồi và rất là thành công rồi. Chúc mừng em. Xin mời anh Sâm ạ. Đầu tiên là cảm thấy lo lắng khi mà nhìn thấy anh Quốc là có những cái tính toán ban đầu hình như bị nhầm, sau đấy là bạn sửa lại. Đến khi anh Quốc ra kia thì tôi lại lo. Tôi lại nghĩ rằng là bạn ấy đã nghĩ đến một cái phương án bạn bị sai. Nó diễn ra trong một khoảng thời gian có chưa đầy 30 phút mà nó trộn lẫn cả cái sự hồi hộp, theo dõi từ ban đầu, hy vọng, sau đó lại một chút lo lắng, sau đó lại có vẻ thất vọng, sau đó lại hy vọng, và sau đó với chị Tóc Tiên, chị lại đến, chị lại thông báo một tin không vui lắm, là chị bảo hình như có sai. Thì tôi rất sợ bởi vì tôi rất tin khả năng toán học của bây Tóc giờ Tiên. Thì anh có thể đặt lại niềm tin mới rồi không, tôi rất tin cô ấy, cho nên là khi cô nói là hình như có sai, tôi bắt đầu tôi cảm thấy lo và thực sự lúc đấy thấy thất vọng. Nhưng lại mà sau đấy mà Tóc Tiên. Lại Tóc Tiên cũng lại là cô đến và nói rằng anh ơi em nhầm một chút, chứ không phải là cậu bé này nhầm. Tôi lại sung sướng và tôi có nói với Tóc Tiên nguyên văn là gì, là cái sai của em là cái sai rất đáng yêu. Để cho em được giải thích tại sao em nhầm. Tại vì tụi em cũng rất là lo lắng, bởi vì mình đợi khá lâu để biết kết quả. Thì em cũng thử ngồi kiểm tra lại. Thì chị bị nhìn lộn là ngũ giác với lại lục giác. Mà em có công nhận với chị là hai hình đó rất dễ nhìn nhầm không, hay là có mình chị nhìn nhầm ta? Có mình em thôi em ạ. Nói cho chị vuông nè. Muốn nói thật đó là lúc mà em làm những cái đề như thế này thì các hình nó rất là na ná nhau. Tức là thí dụ như hình tròn, hình elip, nhìn từ góc trực diện xuống thì nó rất là hình tròn, nhưng mà nhìn từ một góc ngang thì nó rất giống elip. Hay là một trường hợp khác như hình lục giác hoặc với hình ngũ giác thì đứng gần chúng ta có thể phân biệt được, còn ra xa thì mắt của chúng ta khi mà làm lâu nó sẽ bị mỏi, thì rất là dễ bị lầm những cái lỗi đó. Thì hồi nãy chị lầm nên chị nghĩ là chị nói chết rồi, không lẽ sai, nhưng mà may quá. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ sẽ là lúc mà anh Trần Thành Nam đưa ra điểm số dành cho bạn cũng như nói lên ý kiến của mình. Mời quý vị cùng theo dõi. Một điểm số khá cao để vào vòng trong thưa quý vị, và chúc mừng em thành viên tiếp theo của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Mình cảm thấy nó rất là hợp lý, bởi vì thử thách của mình nếu như muốn đạt điểm 9-10 thì phải thực hiện nó một cách nhanh hơn nữa và khó hơn nữa. Em có điều gì muốn nói với ba mẹ em không? Ba mẹ ơi, con đã chứng minh được ba mẹ sai rồi. Ít đi thi ba mẹ có biết không? Cho đến thời điểm hiện tại, chưa. Cho phép tôi xin thay mặt những người ngồi ở đây, giám khảo đây, gửi tới ba mẹ của anh Quốc một lời thôi. Anh chị có một đứa con tuyệt vời, hãy tự hào vì nó. Anh Nam có thể chia sẻ một tí về số điểm 8 mà anh dành cho bạn. Có thể quý vị nhìn thấy rằng là một cái bài toán có hai lời giải, có nghĩa rằng là thí sinh của chúng ta sẽ có hai cơ hội để đi được đến đáp án đúng. Nhưng mà dưới góc nhìn của tôi sẽ dễ dàng làm cho bạn ấy cảm thấy là bị lẫn lộn, vì có nhiều cái cách đi chúng ta cảm thấy là hợp lý. Như em nói, nếu mà ở trong cái năng lực tốt nhất của em thì em có thể là giải quyết nó được tốt hơn. Với cái điểm số mà chúng tôi gửi, ngoài những cái tài năng mà em thể hiện, có một phần là cái sự truyền cảm hứng của em đến những người con có những đam mê, có những cái tài năng, và có cả cái sự dũng cảm bước ra ngoài tìm một cái cách thức nào đó để nói với bố mẹ bản thân các em đã là những cái người đặc biệt rồi. Cảm ơn anh Nam. Hôm nay Tóc Tiên sẽ đại diện cho chương trình gửi đến cho bạn chiếc cúp danh dự siêu trí tuệ Việt Nam. Chào mừng em là thành viên mới của đại gia đình này. Hoàn toàn xứng đáng. Thưa quý vị, và ngày hôm nay chiến thắng của bạn là một chiến thắng truyền cảm hứng cho tất cả những ai nghĩ rằng là mình là một người tầm thường, không dám làm, cho đến khi họ thực hiện được, họ vượt qua được giới hạn của bản thân để chinh phục được
những điều phi thường chúng ta sẽ luôn luôn không làm được nếu như chúng ta không cho phép bản thân làm điều đó. Vì vậy cho nên, với chiến thắng đầy tính thuyết phục cũng như là truyền cảm hứng này, nhà tài trợ Mì Ba Miền xin gửi tặng cho em một giải thưởng trí tuệ Việt Ba Miền trị giá 50 triệu hiện kim cùng với bộ sản phẩm Ba Miền tinh túy ẩm thực Việt. Chúc mừng em! Mời em về đài danh dự. Thành viên mới của đại gia đình siêu trí tuệ Việt Nam đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Khi ánh sáng chiếu vào, tôi như ánh sáng. Quý vị và các bạn đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Thưa quý vị, trên bàn Trấn Thành hiện nay đang có những bộ bài và chúng ta sẽ cùng đến với một bộ môn về siêu trí nhớ ngắn hạn. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ đấu thủ của tiết mục này. Tôi, Nguyễn Đình Thiết, đến từ Nghệ An, một địa danh của những con người hiếu học. Trước đây, tôi thường hay nhớ trước quên sau. Lúc đó, tôi đang nghĩ rằng trí nhớ là thiên bẩm, chỉ những thiên tài hay những người có năng khiếu đặc biệt, bộ nhớ siêu phàm. Thế nhưng, tình cờ, tôi được biết đến bộ môn trí nhớ. Và tôi nhận ra trí nhớ hoàn toàn có thể rèn luyện được. Và bây giờ tôi đã là kỷ lục gia siêu trí nhớ Việt Nam. Sở trường của tôi là ghi nhớ bài poker. Tôi cảm thấy bài poker rất thú vị. Có những màu sắc khác nhau, hoa văn khác nhau và những con số khác nhau. Tôi đến với chương trình siêu trí tuệ Việt Nam để khẳng định với mọi người rằng một người có xuất phát điểm bình thường vẫn có thể sở hữu một trí nhớ phi thường. Xin giới thiệu Đình Thiết. Chào em. Dạ, chào anh Trân Thành và chào bốn vị giám khảo cùng với khán giả trong trường quay. Tôi em tên là Nguyễn Đình Thiết, thiết trong cái từ thiết tha, tha thiết nhớ nhung ra giết ấy. Dạ, em đến từ Nghệ An, nơi của những con người rất là chịu khó và hiếu học. Anh tưởng là thiết đầu công nên em dạ. Cạo đem liền. Em à, dạ. Em chỉ nhớ bài thôi hay là em có nhớ những cái khác nữa không? Dạ, nhớ bài là cái bộ môn mà em luyện để đi thi đấu. Còn lại thì em còn ứng dụng vào để học tập, phát triển bản thân. Ví dụ như có thể nhớ nội dung những cuốn sách, những cái chương trình mà em học. Hoặc là em cũng có dạy lại cho những bạn học sinh để nhớ những thông tin ở trường một cách nhanh chóng hơn. Bài chỉ là hình thức biểu diễn cho nó thú vị thôi đúng không em? Dạ. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi clip sau đây. Thử thách hành trình lập ảnh. Hạng mục thử thách hôm nay chính là năng lực sở trường của tuyển thủ ghi nhớ các lá bài. Có 4 bộ bài, mỗi bộ gồm 52 lá, tổng cộng có 208 lá bài. Giám khảo tùy ý xáo trộn, sau đó cứ 2 bộ bài ghép lại với nhau sẽ tạo ra bộ bài lớn gồm 104 lá. Trong thời gian ngắn nhất, tuyển thủ ghi nhớ cùng lúc 2 bộ bài lớn đó. Kết thúc quá trình ghi nhớ, tuyển thủ sử dụng 4 bộ bài mới để tiến hành khôi phục lại các lá bài theo đúng thứ tự đã ghi nhớ. Khôi phục chính xác hoàn toàn, thử thách thành công. Thì trong bộ môn siêu trí nhớ thì nó có hai cái nội dung rất là khó, đó là nghe qua một lần và nhớ và nhìn qua một lần và nhớ. Có nghĩa là với những cái thử thách khác thì mình sẽ được nhìn đi nhìn lại nhiều lần, nhưng mà đặc biệt thử thách này thì mình chỉ lướt qua một lần thôi. Và nếu như mình làm mà không cẩn thận một chút thì cái thử thách nó đã không thành công rồi. Thường ấy là chúng ta nhớ là nhớ vị trí của một bộ bài hoặc là hai bộ bài, nhưng mà lần lượt của từng quân bài một.
Thưa quý vị, một bộ bài có 52 lá, mình nhớ được 52 lá đó đứng theo thứ tự bao nhiêu đã là một vấn đề. Tại vì á, nó khác nhau về màu sắc, nó khác nhau về con số. Tiên cũng đã từng nghe về những cái cuộc thi kiểu dạng như là nhớ bài rồi lật bài trong thời gian bao nhiêu giây, bao nhiêu phút. Thì Tiên cho rằng đây là một thử thách rất là phức tạp. Để hiểu rõ hơn về cái sự khó khăn của tiết mục này, chúng tôi giới thiệu thầy của bạn Thiết, hiện nay đến từ Trung tâm Đào tạo Tâm trí lực, là kỷ lục gia siêu trí nhớ quốc tế tại Việt Nam và kim Chủ tịch Liên minh siêu trí nhớ toàn cầu tại Việt Nam. Thưa quý vị, thầy Nguyễn Phùng Phong. Xin gửi lời chào đến ban giám khảo và tất cả các quý vị khán giả trong trường quay cũng như MC tuyệt vời Trấn Thành. Cảm ơn thầy. Không biết thầy có thể chia sẻ một tí về cái độ khó cũng như là tại sao mình lại chọn cái đề thi này không ạ? Kính thưa quý vị, là khi mà chúng ta nhìn tiết mục thú vị này thì có rất nhiều người họ liên tưởng tới ngày Tết ngay. Nhưng mà thế giới người ta đưa cái bộ môn này ra chơi á, không phải để cái mục tiêu đó, mà người ta đưa cái này ra để người ta kiểm tra cái khả năng ghi nhớ ngắn hạn của cái người chơi, xem là đạt tới trình độ nào rồi. Để mà đánh giá được cái độ khó của cái tiết mục này thì chúng ta phải dựa vào cái thời gian của người ta chơi và cái khả năng người ta nhớ. Trên thế giới thì nó có hai cái nhóm, một là Sweet Clock, tức là nhớ nhanh một bộ bài trong 5 phút. Cái thí sinh đang giỏi nhất là một cái thế hệ kế thừa của Vương Phong tên là Chu Lộ Kiện. Bạn ấy có khả năng nhớ được bộ bài này trong vòng 13 giây 96. Oh my god. Tức là chưa hề đến 14 giây, đúng không ạ? Còn cái nhóm bài thứ hai mà Thiết đang thi đây là quá một bộ rồi, thì nó rơi vào cái nhóm gọi là long talk. Nếu mà long talk thì nó có là nhớ trong vòng 10 phút, 30 phút và 60 phút. Thì Thiết đang chọn 4 bộ, có nghĩa là cậu ấy đang muốn chọn vào cái nhóm 10 phút. Tức là 10 phút thì bạn ấy có khả năng nhớ được 154 quân bài, có nghĩa là nó gần 3 bộ. Vị trí một bộ như vậy là hết 3,4 phút. Đó là cái thành tích hiện tại của Việt Nam. Đây là một phần thi đáng trông đợi, tại vì nó không đơn giản như mình nghĩ chỉ là nhớ bài không thôi, mà nó là cả một cái quá trình họ phải luyện tập, họ phải rèn luyện tâm lý. Em cho anh biết là với những gì em luyện tập thì thường nó dao động trong con số bao nhiêu, để ban giám khảo họ biết được, họ đánh giá về độ khó của nó. Dạ, cái thành tích mà thầy vừa chia sẻ ở Việt Nam ấy là trong vòng 3 phút là nhớ được gần 3 bộ ấy, là cái thành tích của em ở cuộc thi siêu trí nhớ Việt Nam. Thì của em luôn. Dạ, đúng rồi. Mỗi một con người có một cách ghi nhận những cái vật thể xung quanh mình một cách khác nhau, và họ có cái khả năng thu nhận nó và khôi phục nó một cách cực tốt. Nhưng mà có một cái khó của thử thách ngày hôm nay so với cuộc thi đấy là về ngày hôm nay em làm thử thách là hai tay hai bộ. Bình thường khi mà mình cầm về mình nhớ thì hai cái số nó liền nhau thì mình nhìn nó rất là dễ. Nhưng mà ngày hôm nay thì em bỏ hai cái quân bài như này thì như vậy cái khoảng cách nó xa, bình thường cái thời gian nó sẽ gấp đôi, bởi vì phải nhìn qua bên này rồi phải nhìn lại bên này nữa, và thứ hai nữa là em phải lật như thế này. Thì như vậy là cái tốc độ nó sẽ ở gấp khoảng tầm 1,5 cho đến 2 lần so với cái việc mà làm thông thường giống như cái kia. Cậu muốn thi 4 bộ bài này thì cái việc đầu tiên tôi nghĩ là Thiết nên chinh phục cái sự bình tĩnh của cậu ấy trong lúc thi đấu để tạo ra cho mình một cái niềm tin. Ước vọng của em là gì? Cái mục tiêu lớn nhất của em là em sẽ trở thành kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới. Đã có người nhớ là hai tay hai bộ rồi thì cũng đã xác lập kỷ lục thế giới về cái nội dung này. Thì mình muốn là nhớ 4 bộ để sau khi mà mình thành công thì mình cũng sẽ dùng cái tiết mục này để xác lập kỷ lục thế giới. Em đã từng tham gia một trận đấu quốc tế nào chưa? Dạ, em có tham gia cái cuộc thi siêu trí nhớ thế giới ở 2019. Một bộ bài của em lúc đấy là 1 phút 02 giây. 1 phút 02 giây. Ok, chúng ta đánh giá về độ khó nào. Tiên rất là hoan nghênh cái tinh thần thi đấu của bạn ấy. Đây là một bạn rất là chịu thương, chịu khó. From zero to hero là một cái hình mẫu như vậy. Tóc Tiên 4. Nhà báo là Văn Sâm. Giám khảo Lại Văn Sân cho 4 điểm cũng có một cái sự kỳ vọng và khích lệ, vì là Đình Thiết của chúng ta ấy là đang muốn là đẩy những cái giới hạn của bản thân. Và Subin Hoàng Sơn. Em có thể hỏi bạn Thiết năm nay bao nhiêu tuổi đúng không ạ? Dạ em năm nay 30 tuổi rồi ạ. 30? Dạ. Năm. Mình cũng kỳ vọng vào bạn Thiết khá nhiều, tại vì bạn thấy bạn ấy rất là tự tin và năm nay bạn ấy 30 tuổi rồi. 30 tuổi thì được 5 điểm, khoảng mấy tuổi thì được 4?
Thực ra thì càng trẻ thì cái độ khó nó sẽ càng cao và số điểm càng cao. Nhưng với em thì em nhìn thấy cái sự quyết tâm của bạn ý. Lúc mà trước khi giải thích độ khó của cái bộ môn này nó như thế nào thì em cũng đã định trong đầu là sẽ cho 4 điểm. Nhưng mà sau khi thầy giải thích thì em đã quyết định là cho 5 điểm. Cảm ơn em. Và thưa quý vị, bây giờ xin mời cả 4 vị giám khảo sẽ cùng lên xào mỗi người một bộ. Và hai người sẽ chồng bài lên nhau, mỗi bên là 2 bộ. Ban giám khảo dường như khá hào hứng với thử thách lần này. Việc xáo trộn 4 bộ bài sẽ gây ra sự nhiễu loạn về thông tin khá cao cho tuyển thủ, vì màu sắc và hình ảnh các quân bài sẽ có sự trùng lập rất lớn. Thưa quý vị, bài đã được xào. Mời Thiết về ghế khiêu chiến. Bữa tối đã được chuẩn bị. Mời các em. Em đã sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng rồi. 3 2 1 bắt đầu. Để nhớ một bộ bài gồm 52 lá đã là một thử thách rồi. Mà bây giờ phải nhớ tới 1, 2, 3, 4 bộ bài. Tức là tổng cộng có 208 lá bài. Trong một thời gian ngắn nhất có thể thì đây là một thử thách rất là căng thẳng. 4 bộ bài có vẻ như là một vấn đề khá lớn. Họ tiếp nhận thông tin và họ xử lý, họ cất nó vào đâu trong đầu của họ để có thể một lúc sau họ moi ra lại để sắp xếp lại những con bài đấy. Mình hoàn toàn không biết. Thường là để ghi nhớ cùng một lúc là hai cái yếu tố thì có thể là sẽ biến nó trở thành một cái câu chuyện liên kết giữa cái lá bài thứ nhất với lá bài thứ hai và giấu nó vào trong một cái điểm nào đó ở trên cái hành trình ghi nhớ của anh ấy. Là cậu ấy dở hai lá bài lên và cậu ấy nhìn vào đấy, theo Subin tính trung bình mỗi hai lá bài bạn ấy nhìn vào thì mất khoảng 10 đến 15 giây, thì nó là một cái quãng thời gian khá là lâu. Có cảm giác như là bạn này bạn ấy không quyết đoán lắm trong cái chuyện là lựa chọn cái chiến thuật nào cho mình. Thấy bạn động tác bạn ấy dở con bài ra nó rất chậm rãi như thế thì mình đã nghi ngờ về mặt thời gian rồi. Cái lúc xung quanh dao động như vậy thì khả năng tập trung vào mình và tin vào mình là rất quan trọng. Đinh Thiết đang khá căng thẳng và áp lực khi tự tạo giới hạn cho chính bản thân mình. Bản lĩnh sân khấu đang là điều cần thiết trong lúc này để tuyển thủ giữ được bình tĩnh, áp dụng đúng kỹ thuật ghi nhớ và lưu trữ thông tin một cách chính xác. Thưa quý vị, bạn vừa ghi nhớ 4 bộ bài trong thời gian là 22 phút 37 giây. Và bây giờ sẽ là lúc bạn khôi phục lại 4 bộ bài này giống như những gì mình đã ghi nhớ. Và nếu như bạn làm chính xác, có nghĩa là thời gian này sẽ được xác nhận. Xin mời các trợ lý khoa học chuẩn bị cho phần khôi phục. Và bây giờ Thiết sẽ tiến hành phần khôi phục lại 4 bộ bài. Xin mời. Cái mức độ rủi ro cực kỳ cao, một lá sai là cũng chết. Với những cái điểm mà nó quê như vậy thì mình có một cái chiến lược, đó là mình cứ đi tiếp và sau đó nó sẽ thừa một số cây còn lại. Thì khi mà đến những cái cây còn lại thì mình sẽ biết là nó nằm ở chỗ nào thì mình điền nó vào lại cái chỗ trống đó. Thank you.
mà cần phải nhớ đến cái cặp lá bài này, anh ấy chỉ cần truy xuất vào đúng cái điểm hành trình ghi nhớ để mà đưa ra được cái thứ tự của các cái quân bài mà thôi. Bốn bộ bài, 208 lá với 4 lần trùng lập của mỗi vị trí. Một khối lượng thông tin quá lớn để Đình Thiết có thể tưởng tượng được các hình ảnh khác nhau và liên kết thành 104 câu chuyện. Tuyển thủ bắt buộc phải thực hiện đúng 100% thì mới có thể vượt qua được thử thách lần này. Thưa quý vị, bạn đã hoàn thành phần thử thách của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một hình thức là sổ số để chúng ta xem là bốn bộ bài này có được khôi phục lại đúng nguyên vẹn của nó hay không. Và ở bộ môn này thì không được sai số, thưa quý vị. Quá khó. Và sổ số bắt đầu. Đúng. 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 Trong trường hợp này tôi nghĩ tôi chỉ nên đọc khi nó sai thôi. Thì cái điều đấy chứng tỏ rằng là kể cả ban giám khảo, kể cả cái người dẫn chương trình, cộng với cả cái phong thái tự tin của Đình Thiết làm cho mọi người đều rất là tự tin là anh ấy đã chinh phục được một cái thử thách. Cảm thấy rất là mãn nhãn khi từng lá bài lật lên nó chính xác đến đáng kinh ngạc. Kết quả của những cặp lá bài cuối cùng của bộ đầu tiên đã dần được lộ diện. Cả sân khấu dường như vẫn chưa phát hiện bất cứ lỗi sai nào cho đến thời điểm hiện tại. Và MC Trấn Thành cũng sẽ không có cơ hội để sử dụng khẩu hiệu dừng việc sổ kết quả của trợ lý khoa học. Tôi thấy cái hành động đó của bạn ấy, tức là bạn ấy vừa gỡ hết giống như 90% gánh nặng của mình xuống vậy đó. Tuyệt vời thưa quý vị, hai bộ bài đã được khôi phục. Đình Thiết ơi, đi được nửa chặng đường, bạn thấy cảm xúc như nào? Có đang căng thẳng không? Thật ra thì cái bộ bài đầu tiên em hơi căng thẳng tại vì nó có một vài cái chỗ mà em chưa chắc chắn lắm. Nhưng mà bây giờ nó đúng được cái bộ đó thì em tin là bên này nó sẽ đúng. Ok. Đó là bạn tin là 100% là bộ bên này sẽ, bộ còn lại sẽ chính xác đúng không? Dạ, em tin bên này đúng. Dạ. Sau 104 lá bài đầu tiên, giám khảo ở dưới còn cảm thấy nó là việc dễ như ăn cơm của Thiết vậy á. Vậy chấm điểm luôn đi, khỏi kiếm nữa. Tôi cũng rất là tự tin khi mà anh ấy đã vượt qua cái bộ bài thứ nhất với cái độ chính xác tuyệt đối. Và bản thân Đình Thiết cũng rất là tự tin với cái thành tích có thể đạt được ở trong bộ thứ hai. Khẩu khí khá lắm. Hai bộ kẹp bài kế tiếp, xin mời.
Sự tự tin và chắc chắn của Đình Thiết đang tạo niềm hy vọng rất lớn cho các giám khảo và khán giả tại trường quay. Nếu vượt qua được thử thách này, Đình Thiết sẽ xác lập được thành tích mới của mình ngay trên sân khấu của Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Tự tin lên rồi đó. Stop. Excuse me. Oh my god. Oh, có một chút nhầm lẫn rồi. Những phần thi mà Subin được trải nghiệm qua thì có thể là sai số 1, nhưng mà với trí nhớ và với 4 bộ bài như này thì cái sai số là 0. Lùi lại 2 con. Để đảm bảo đúng. Đúng rồi, đến đây là đến nát là vẫn đúng này. Ôi, tiếc quá. Bị sót một cái này rồi. Oh my để God. Xem này nhá. Mà nó đã sai cái này rồi, nó sẽ sai tiếp. Con trước đó của nó là ắt. Con này là đây. Cái con sau của cái quân kia là con 7. Và đây cũng là quân 7. Chúng ta bắt đầu từ xì, sau đó cái con chúng ta dỡ ra là 5 và đầm cơ, và sau đó thì vẫn là 7 và 7 cơ. Đúng một cây ạ. Đúng một cây. Ngay lúc đó thì mọi người có kiểm tra lại và check lại rất là kỹ, thì đúng, trong một tích tắc Thiết đã bị nhầm hai quân bài đó. Chúng ta thử tiếp tục với 7 okay. cơ đi nào. Đúng gì luôn. Đúng. Đúng Quy tiếp. Đúng. Trời ơi. Ca đúng. Quy đó. Quy cơ và năm cơ, hai con này bị lấn này. Ôi, tiếc quá. Hai con là đi trên. Cái bài đấy mà trá mà sai một quân là sẽ còn quân tiếp theo, y rằng con quy cơ và con năm cơ nó bị nhầm. Thứ tự ở hai bên. Ôi, Đinh Ninh là thắng rồi. Vậy mà sơ suất lại xuất hiện vào những cái lúc mà chúng ta không ngờ nhất. Nó chỉ sai đúng cặp thôi. Ngoài hai quân mà Subin Hoàng Sơn phát hiện thì mọi thứ hoàn toàn chính xác. Nó phải như thế thì cái tính thực tế nó mới cao, phải tuân theo cái quy định và luật của chương trình. Thầy ạ, đúng là kiểu học tài thi phận này ạ. Cách đây 8 năm thì khi nói về trí nhớ là phải nói tới Dominic O'Brien. Ông nhớ hai bên hai bộ như vậy thì là khả năng của Thiết là hoàn toàn làm được chuyện đó. Bởi vì cái này nó bị lưng chừng. Chứ nếu mà giả như trong đầu Thiết nghĩ là bên này Thiết làm 10 bộ, bên này 10 bộ là câu chuyện khác. Lúc đó Thiết sẽ đặt mình vào cái trạng thái tôi sẽ chơi dài. Nhưng mà chơi ngắn thì cái áp lực về thời gian là rất lớn. Thì đây là Thiết chọn 4 bộ. Tôi nghĩ đây cũng là một bài học rất là tốt cho bạn ấy trong cái sự nghiệp của mình. Mà hôm nay có một cái sự nhầm lẫn nhỏ giữa hai cái vị trí, đối tôi như vậy cũng đã rất là tuyệt vời, đáng để chúng ta cho bạn ấy một tràng tay. Thiết ơi, Thiết qua đây. Em có cảm nghĩ gì về sau khi mình thực hiện cái tiết mục này? Em đến đây thì rất là mong là sẽ nhận được cúp và sẽ lọt được vào vòng trong. Và cái thử thách của em thì nó là tuyệt đối, mà lại là chỉ nhìn lướt một lần thì có nghĩa là em cũng đã chuẩn bị cái phần tâm lý là có thể nó đã không thành công rồi. Thì em bây giờ cũng cảm thấy rất là vui. Hôm nay thì có một chút nhầm lẫn nên là thử thách nó chưa thành công. Thì về nhà mình sẽ luyện tập để mà sẽ tham gia thi đấu lần sau. Thấy thương quá. Bất kỳ một cái bạn thí sinh nào trong Siêu Trí Tuệ thi mà không đạt được cái bài của mình thì tất cả chúng tôi đều tiếc như nhau hết. Mà riêng trường hợp Thiết thì tiếc quá.
cuộc sống nó là như thế và tất cả mọi thứ chúng ta đều phải chấp nhận thôi. Lúc mà phát hiện ra hai cái con năm và con quy đấy bị lệch màu là em tự nhiên bị giật mình luôn ấy. Chắc là chỉ là một chút sai sót trong cái lúc mà thống kê lại các cái con bài trong đầu thôi. Nhưng mà như thế là thành công rồi. Nhưng xin hỏi Đình Tiết một chút là liệu rằng là cái con năm cơ với cả quy cơ, cái hình ảnh lúc mà em nhớ là gì? Tại vì hai cái con này cũng có thể là rất là dễ nhầm với nhau đúng không? Nếu mà cái hình ảnh liên tưởng của chúng ta nó chỉ sai vị trí có một chút thôi. Cái con quy cơ trong cái hình ảnh của em là một cái samurai, họ người Nhật ấy, họ đang tự sát. Tại vì sao? Tinh thần của người Nhật. Còn một cái quân năm cơ là một cái người là bị té từ phía sau. Thì như vậy là vừa trước vừa sau thì đến đoạn đó nó không rõ được. Không phải là anh không nhớ, nhưng mà chỉ việc là cái tưởng tượng lại cái hình ảnh đấy nó quá giống nhau. Nó chỉ khác biệt của mỗi cái việc là từ đằng trước hay là từ đằng sau mà dẫn đến là nhầm lẫn giữa hai cái quân này thôi. Cho Tiên chia sẻ một tí xíu là hồi nãy bạn có nói một cái câu mà Tiên mong rằng ở bất kỳ một cuộc thi nào đó trong tương lai, Thiết sẽ không có chuẩn bị sẵn tinh thần là mình sẽ không thành công hôm nay. Khi mà mình chuẩn bị sẵn cái tinh thần đó thì Tiên nghĩ rằng là cái sự quyết tâm của mình nó sẽ bị cản trở ít nhiều. Vì vậy mà Tiên mong rằng bất kỳ một cuộc thi nào trong nước quốc tế, mình sẽ có một tinh thần chiến thắng tuyệt đối. Và bạn phải tự tin lên nha Tiết. À không, bây giờ thế này. Hồi nãy em nói là em đến đây em chuẩn bị luôn cái tâm lý là em sẽ thất bại. Thật ra nếu mà trong thi đấu á, mà mình có cái tâm lý đó đó, đối với anh là tâm lý thoải mái nhất. Anh biết chắc chắn là trong lúc em làm, em sẽ có cái quyết tâm cao nhất để mình phải chiến thắng, mình không có được thua. Sẽ thắng, chứ không phải là phải thắng. Cái tâm lý của em nó không hề sai. Vì phải thắng là còn áp lực, còn sẽ thắng là mình tin vào bản thân mình. Nhưng nếu thua, thì thôi, hình như chưa thắng. Thí dụ vậy, mình định nghĩa về tâm lý của mình nó cũng là một cái cách để mình vận hành năng lượng em ạ. Nha, tôi cho rằng đây cũng là một cái người cực kỳ có tiềm năng trong tương lai. Và anh hy vọng là Thiết sẽ tiếp tục luyện tập. Hẹn gặp lại em một ngày gần nhất trong bất kỳ một cuộc thi nào về trí tuệ và trí nhớ. Cảm ơn em rất là nhiều. Xin được cảm ơn sự có mặt của thầy Phong. Cảm ơn toàn thể khán giả cũng bốn vị giám khảo và MC Trân Thành. Trân Thành cảm ơn thầy Phong đã có mặt ở đây. Dù ngày hôm nay không thành công nhưng mà em sẽ rút ra được những cái bài học tốt hơn để mình có những cái điều tuyệt vời hơn về sau này. Thì thành công nó sẽ đến từ những cái chuỗi thất bại, và khi mình thất bại đủ thì mình sẽ thành công tốt hơn. Yes. Cảm ơn Thiết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ gặp siêu trí tuệ tiếp theo sau vài phút giải lao của chương trình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Mì ba miền tôm chua cay với nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Chân thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Chúng tôi xin được cảm ơn hai đơn vị tài trợ chính của chương trình, nhãn hàng Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Và xin cảm ơn mì ba miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. 100 mẫu origami với những nếp gấp tinh tế được trình bày đẹp mắt trên sân khấu siêu trí tuệ Việt Nam. Đằng sau vẻ đẹp của những mẫu gấp này là một thử thách vượt xa trí tưởng tượng. Quý vị và các bạn đã trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Hôm nay Trấn Thành muốn quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một bộ môn gấp giấy rất là công phu và đầy tính nghệ thuật của người Nhật Bản, tên là origami. Và đằng sau lưng Trấn Thành, quý vị đã thấy là tất cả những cái con vật rất là đẹp, rất là có tính nghệ thuật. Và cha đẻ của tất cả những tác phẩm mà quý vị đang thấy trên sân khấu, thưa quý vị, đối với tôi, đây là một nghệ sĩ. Xin giới thiệu Phạm Hoàng Tuân. Chào mừng em đến với chương trình. Dạ, chào anh. Em tên là Phạm Hoàng Tuấn, là sáng tác gia origami chuyên nghiệp. Em đã có rất nhiều mẫu gấp và trong đó có những mẫu gấp đạt được giải quốc tế. Đây là bộ môn do em thích rồi em tự học, hay là em có đến một cái trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào về bộ môn này không? Em đến với origami là từ bố em dạy. Thực sự thì tuổi thơ của chúng ta ai cũng đã đến với origami rồi. Em cá chắc là vậy. Máy bay, thuyền giấy, hạt giấy.
Và từ cái niềm đam mê đó là em bắt đầu tìm hiểu về cách sáng tác những mẫu gấp mới. Và cho tới nay thì em đã có hơn 200 mẫu gấp do chính em sáng tác. Wow. Cái công việc này nó mang lại lợi ích kinh tế gì cho em? Mình có thể bán mẫu gấp nè. Và em là người duy nhất ở Việt Nam tạo ra cái loại giấy origami để dành riêng cho bộ môn này. Em có cửa hàng không? Em thì đang có một cái online store và em bán cho người nước ngoài. Cái này nó khoảng bao nhiêu một tác phẩm như vậy? Nó rất là vô chừng. Tại vì nghệ thuật thì mình không có một cái giá nào cụ thể hết. Nhưng mà cái mức cao nhất nó có thể đạt được là khoảng bao nhiêu? Nó rất là cao. Cái này là mình gấp xong rồi mình mới trang trí sơn lên trên. Mình có làm theo kiểu custom made không, là gắn diamond này nọ lên? Gấp giấy á, nó là một quá trình tạo hình đơn giản hóa mọi quá trình đi. Có nghĩa là một tờ giấy và nó có màu sẵn trên tờ giấy đó. Okay. Và mình vận dụng những cái màu của hai mặt giấy tạo nên chi tiết của mẫu gấp. Chứ mình không thêm chi tiết nào sau khi mình gấp. Với những cái mẫu mà phức tạp như con hươu này, nó được tạo ra từ bao nhiêu tờ giấy? Nó là một tờ giấy vuông, không cắt ghép. How can? Con này mà cũng một tờ? Tất cả mẫu đây là một tờ hả? Tất cả các mẫu đều là một tờ? Bởi vì giá mới cao á. Ý trời! Ý trời! Ý trời! Nó té. Rồi cái cục đá này cũng một tờ giấy luôn? Hay là cục đá này cái đá thiệt? À, này đá thiệt, xin lỗi quý vị. Tôi không dám đụng nha, tôi đụng một hầu tôi mất một số tiền rất lớn nha. Thưa quý vị, khi một tác phẩm được tạo ra từ một tờ giấy thì nó ra hình dáng như thế này. Nhưng khi chúng ta bung cái tờ giấy ra, nó có một cái quy luật về gấp giấy được hiển thị như thế này. Cái phác đồ này là do em nghĩ ra luôn đúng không? Dạ đúng. Wow. Wow. Thưa quý vị, một cái phác đồ như vậy là do bạn tự nghĩ ra và sáng chế để làm theo cái công thức để ra một cái con như thế này. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay người chơi của chúng ta sẽ đến đây để thử thách với bộ môn origami này của Nhật Bản. Và đây là một bộ môn được thi ở đấu trường quốc tế. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thí sinh dành cho bộ môn đặc biệt này. Tôi có một thói quen thích hình dung và phát triển trong đầu những hình ảnh khi được thu nạp vào mắt. Từ những bộ phim hoạt hình của Nhật Bản đến các hoạt cảnh màu sắc, chi tiết trong từng khung hình, tôi đã dựa vào chất liệu đấy để khai triển trong đầu những khung hình khác như con phố, cây cầu, bầu trời. Biết rõ bản thân sở hữu một năng lực không gian vô hạn, tôi quyết định đến với siêu trí tuệ Việt Nam để tìm cho mình một đối thủ xứng tầm. Tôi đã tự luyện tập và chinh phục không ít những thử thách có độ khó cực đại về không gian của siêu trí tuệ quốc tế. Tôi luôn sẵn sàng khiêu chiến với các thử thách của chương trình. Mục đích là để chứng minh bộ não của tôi là một cỗ máy hoàn hảo và hoạt động trơn tru. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn một lần được nhắn nhủ với gia đình rằng những gì mà cả nhà mong mỏi, chỉ cần cố gắng, con sẽ làm được. Nhưng liệu đó có thực sự là điều con mong muốn hay không? Tôi đã từng chứng kiến phần thi của các tuyển thủ Việt Nam đấu với đối thủ các nước và điều đó thực sự đã làm lan tỏa tinh thần tự tôn dân tộc đến rất nhiều người. Hơn ai hết, tôi biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Có thể xuất phát điểm của tôi thua kém nhiều đối thủ, nhưng tôi tự nhủ rằng cái kết trên sân khấu mới là điều nói lên tất cả. Hãy xem tôi, Đức Giang, sẽ phi thường tiến cấp như thế nào trên sân khấu của siêu trí tuệ Việt Nam. Và hãy chào đón người chơi của chúng ta ngày hôm nay, Đức Giang. Chào em. Vâng, lời đầu tiên em xin chào anh Trần Thành, bốn vị ban giám khảo cùng toàn thể các quý vị ở đây. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Đức Giang, em đến từ Hà Nội ạ. Và năm nay em 22 tuổi. Tôi nhìn em nụ cười rất là tươi nha, nhìn là tôi thấy thiện cảm rồi. Tên thì lại trùng tên với hai người tôi yêu thương là anh Đức và Lê Giang nữa. Là Đức Giang, đúng không ạ? Cho anh Thành hỏi là cái giỏi của em về không gian 3D là về hình học đúng không? Dạ vâng. Em phát hiện ra mình có cái khả năng này từ khi nào và qua cái việc gì?
Thực ra thì em cũng không nghĩ là đấy là một cái khả năng đặc biệt, chỉ là từ bé thì em có thói quen thích chơi những cái mô hình và em hay tưởng tượng từ những cái mô hình đấy ra nó di chuyển sống động như thật ấy. Từ những cái đấy thì bắt đầu lớn lên dần thì em bắt đầu vận dụng những cái tưởng tượng của mình vào trong cuộc sống hàng ngày. Cái đó là khả năng đặc biệt đấy em. Ừ nha. Anh không thể làm được cái điều đó em nha, và không ai có thể làm được điều đó nếu như không được tặng. Đây là món quà của Thượng Đế. Mỗi người sẽ có một khả năng đặc biệt riêng về một cái bộ môn nào đó. Em có thể cho anh hiểu rõ hơn một tí về cái sự hình dung của em nó lên đến mức độ như thế nào? Hồi bé em rất thích xem những cái phim hoạt hình 2D. Ngoài những cái khung hình chiếu ở trên TV ra thì em tự xây dựng những cái hình ảnh tiếp theo của những khung hình đấy. Lớn hơn thì bắt đầu có phim 3D. Khi mà em thích bộ phim nào đấy thì em sẽ xây dựng lên một cái thế giới tương tự, kiểu mở rộng ra. Ok, hiện nay em đang học ở đâu? Hiện nay thì em đang là sinh viên của trường FPT. Cộng thêm với em cũng đang đi làm chuyên viên tư vấn đầu tư tại công ty chứng khoán FPT. Bây giờ cho hỏi đây là công việc cần hay là công việc muốn? Em nghĩ là em đang được làm thứ mà em đang đam mê và xác định đấy là cái mục tiêu của mình. Rồi, ngày hôm nay thử thách của chương trình dành cho bạn là gì? Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi một đoạn video clip sau đây. Thử thách origami biến hình. Origami, môn nghệ thuật gấp giấy có xuất xứ từ Nhật Bản. Origami, sự kết hợp những cách gấp đơn giản để biến những mẫu giấy 2D thành những tác phẩm 3D độc đáo với nhiều hình dạng phức tạp. Mỗi tác phẩm origami đều có một bản vẽ nếp gấp với hai mặt A và B. Những nếp gấp lồi và những nếp gấp lõm sẽ ngược chiều nhau. Ban giám khảo sẽ thêm các điểm tùy ý nhưng không trùng lập vị trí trên hai mặt A và B. Tuyển thủ sử dụng năng lực không gian để tính toán, suy luận và cho biết có bao nhiêu điểm chấm lộ ra ngoài sau khi hình thành mô hình của tác phẩm, thực hiện đúng 2 trên 3 hình, thử thách thành công. Nghệ thuật gấp giấy origami là một nghệ thuật mang đầy sự tinh tế và thẩm mỹ, nhưng mà ẩn chứa bên trong đó là những cái định luật có thể khơi gợi, kích thích trí tò mò của những người có cái tư duy, năng lực về không gian đặc biệt. Em có biết là cái game này là quốc tế người ta thi rồi không? Em có xem cái đó chưa? Dạ có, em có xem. Và cả hai tuyển thủ quốc tế đều thất bại trong thử thách này nha quý vị. Người ta nói origami là toán học kết hợp với nghệ thuật. Vì vậy, khi chúng ta khai thác vấn đề toán học trong origami, đó là một cái đề bài không tưởng. Em nghĩ như thế nào về sự xuất hiện ngày hôm nay? Chứ anh thì lo. Em cũng lo. Ok. Bạn dám nhận lời để mà đến với chương trình khi mà biết cái thử thách như vậy thì bạn ấy là một người rất liều lĩnh. Nhưng mà tôi nghĩ là phải có cái gì người ta mới dám liều. Theo em, với những gì mà em nghe về bạn thì em nghĩ là bạn có thể pass được cái thử thách này không? Em cũng lo. Với tôi, nếu mà có năng lực thì mình sẽ không sợ thử thách nào. Để Trấn Thành tóm tắt lại để quý vị dễ hiểu hơn, một con hươu này được gấp như sau. Mình phun cái sơn trắng lên con hươu này đi, ví dụ vậy. Thì khi mình bung con hươu này ra sẽ có những cái phần sơn trắng nó hiện ra. Còn bên trong nó có những cái nếp gấp ẩn vào trong, nó sẽ không có cái sơn màu trắng, đúng không quý vị? Đúng rồi. Người ta đã làm ra một cái phác đồ như thế này. Khi chúng tôi ướm nó vào thì cái mặt A của tờ giấy, cái phần nào có sơn trắng nó sẽ hiện ra màu trắng. Còn cái phần nào chúng tôi làm đen lại, có nghĩa là cái phần giấy đó là phần giấy ẩn vào bên trong. Nếu như mặt A, cái phần sơn trắng nó hiện ra là như vậy thôi, thì mặt B, cái phần sơn trắng hiện ra nó chỉ còn có nhiêu đây, tại vì cái nếp gấp bên trong nó nhiều hơn, thưa quý vị. Như vậy, từ một cái tờ giấy phát đồ cách gấp, ban giám khảo sẽ dán lên đây cho Trấn Thành khoảng 30-40 cái điểm. Họ muốn dán ở đâu cũng được, miễn đừng dán vào những cái đường gấp của chúng tôi thôi. Sau đó, thí sinh của chúng ta phải dùng não bộ để liên tưởng có bao nhiêu chấm lồi ra bên ngoài cho cả hai mặt A và B. Và sai số cho phép của bạn là trên hoặc là dưới 2 chấm mà thôi. Khi mà được phổ cập về luật chơi thì mọi người hiểu về luật chơi, hiểu về cách thức chơi, hiểu về cái cách bạn ấy sẽ thử thách như thế nào. Nhưng mà để gọi là hình dung ra được á, thì hoàn toàn không. Tôi nói thiệt nha, cầm cái tờ này, biểu quý vị nhìn vô quý vị thấy là gấp ra con gì mình cũng không biết. Chứ đừng có nói là lồi hay lõm. Tất cả đã được trình bày. Vậy
cho tôi biết suy nghĩ của quý vị giám khảo về độ khó của tiết mục đi ạ. Trước tiên, mời Tóc Tiên. Năm. Ở đây thì không phải là vận dụng cái trí nhớ về không gian nữa, mà bạn ấy phải vận dụng cái tư duy về không gian. Cái não của bạn ấy nó sẽ hoạt động giống như một cái máy tính vậy đó. Đối với em cảm thấy cái chuyện này nó là impossible, bất khả thi luôn. Bản thân Tiên cũng không biết là bằng cách nào bạn ấy sẽ vẽ cái gì đó trong đầu của bạn ấy để giải. Khi mà bạn ấy tự thảy mình vào trong một thử thách cực kỳ khó như vậy thì Tiên tin rằng là cái con điểm 5 của mình hoàn toàn chính xác. Tại vì quý vị biết không, cả mặt trước và mặt sau thì cái sai số nó chỉ được sai là trên dưới có 2 chấm thôi, thì cái xác suất sai nó nhiều lắm. Thành thử ra là tôi cũng nghĩ là impossible. Mời anh Sâm ạ. Năm điểm. Nó quá khó. Theo dõi các cái thí sinh đến với siêu trí tuệ Việt Nam mùa 1 và mùa 2 này, cho dù nó khó đến đâu thì mình vẫn có cái độ tin cậy nào đấy. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong siêu trí tuệ Việt Nam tôi cảm thấy lo giống như ba người trên đấy. Thấy lo, thực sự thấy lo. Cho dù là cái sai số nó được cộng trừ 2, thế nhưng mà cái thông tin ấy làm chúng tôi lo, lo một cách thực sự. Là gì? Là trên thế giới chưa có ai làm được cái chuyện đấy cả. Anh Sam cũng lo. Ok. Sư viên Hoàng Sơn. Lại một lần nữa, 3 điểm 5 tuyệt đối cho độ khó. Đây là một bộ môn đòi hỏi cái sự sáng tạo rất là cao. Với em thì trong âm nhạc thì còn có cái để mà có thể bám vào, mình có thể sáng tạo dựa trên những cái nốt nhạc đã có sẵn. Nhưng mà đây là một cái bộ môn mà hoàn toàn là chỉ dựa trên cái tưởng tượng ở trong đầu, tư duy của bạn ấy. Nên em cảm thấy nó rất là khó. Những người mà biết gấp origami nhá, họ chưa chắc đã dám thử thách với cái phần thi này của chương trình đưa ra. Cảm ơn em. Cho anh hỏi là trước giờ em đã tiếp xúc với cái bộ môn nghệ thuật origami này chưa? Dạ chưa. Đó là cái điều khó nhất đối với tôi. Làm sao làm được quý vị? Mà đây là một bộ môn người ta đã thi đấu quốc tế, có nghĩa là người ta có luyện tập, người ta có nghiên cứu. Còn ông này tới đây chỉ tưởng tượng. Rất là nể bạn ấy là bởi vì bạn ấy có cái kỹ năng và có khả năng vượt trội ở cái phần mà tư duy hình học không gian, nhưng mà bạn ấy không hề biết gấp origami. Ladies and gentlemen, hôm nay nếu bạn làm được, bạn sẽ chứng minh cho thế giới thấy rằng là ở Việt Nam họ tưởng tượng được những cái mà mình không tưởng tượng được, họ có thể tưởng tượng. Em có khoảng bao nhiêu phần trăm tự tin trước khi bước vào phần thi này? Em nghĩ là để kết quả chứng minh kiểu đấy. Yes. Ok. Khẩu khí khá lắm. Mời em về ghế khiêu chiến. Mình cũng không dám tin là Đức Giang có thể hoàn thành được đâu. Tại vì bạn ấy nói là bạn ấy chưa gấp origami bao giờ, mà bạn ấy chỉ kiểu dạng như là một lập trình viên ở trong đầu, kiểu kiểu vậy. Và nói thật luôn, tôi nghĩ xác suất bạn ấy làm được cái đề thi này nó không phải là 50-50, mà nó còn dưới 50%. Tuấn, anh cần em ở đây tư vấn cho ba vị giám khảo biết con nào gấp khó nhất. Và xin mời ba vị giám khảo trừ giám khảo khoa học lên đây chọn ngẫu nhiên ba đề cho bạn thi. Chọn ra ba mẫu gấp cũng là một bài toán khó với ban giám khảo. Và cùng với sự tư vấn nhiệt tình từ sáng tác gia Hoàng Tuấn, các giám khảo sẽ chọn mẫu gấp có hình thù ra sao? Tiên, anh Sâm cũng như là Subin Hồ Sơn thì có tham khảo những cái gợi ý của bạn Tuấn, bởi vì bạn ấy là người cha đẻ của những cái tác phẩm origami đó. Thì bạn ấy có nói là mình sẽ chọn những cái con vật nào mà nó sẽ tạo nên cái thử thách lớn. Tôi hướng dẫn họ chọn mẫu theo cấp độ từ dễ đến khó và dạng mẫu. Ví dụ, những mẫu khó, những mẫu đổi màu và những mẫu dễ, hoặc ngược lại. Thưa quý vị, như vậy là đã chọn ra ba tác phẩm. Tác phẩm của Subin tên là The Lion King. Của anh Sam, Gà Tre.
Còn đây chắc chắn là tóc tiên nữa rồi đúng không? Nhìn kiêu hãnh không ạ? Tôi nhìn là tôi thấy khó gấp. Thưa quý vị, tóc tiên trong mùa giải năm nay sẽ nhận được một giải gọi là giải Lý Mạc Sầu. Là cái người mà coi như là hận cả thế giới hay sao? Lựa toàn đề khó cho thí sinh. Con này tên gì đây? Đầu hu treo tường. Ừ, tên cũng không lạ lắm. Ok. Đẹp mà. Theo gợi ý của Tuấn thì Tiên chọn một cái tác phẩm mà có hai màu giấy khác nhau thì có thể làm nhiễu thông tin này nọ vân vân, tạo nên cái thử thách lớn. Thì có một cái trái tim, một cái con bướm như một cái đầu hưu, và với bản tính của mình, tính cách của mình thì cảm thấy hai cái kia nó không hợp lý lắm, cho nên là cái đầu hưu nhìn rất là đẹp nên Tiên chọn rồi. Mời quý vị cùng xem qua thiết kế đồ của Lion King. Trời. Và tôi xin mời quý vị cùng xem thiết kế đồ của hưu Lý Mạc Sầu. Wow. Thì đã là gì đâu so với thiết kế đồ của gà trống. Tôi cứ ngỡ tóc tiên là người ác độc nhất cho đến khi tôi biết được bên trong của nhà báo lại gian sâu. Xin mời ba vị giám khảo lên chấm bất kỳ trên mỗi một cái thiết kế đồ này tùy quý vị. Tính ra là của em đỡ chằng chịt nhất đúng không? Thế nên là phải chấm khó. Các giám khảo sẽ tiến hành dán 30 đến 40 điểm chấm lên mỗi mặt. Dựa trên sự góp ý từ sáng tác gia Hoàng Tuấn, những điểm chấm có chủ đích sẽ là một cản trở lớn với Đức Giang trong thử thách lần này. Không hiểu làm sao mà có thể làm được cái này luôn đó. Tức là cái hai cái này đã đối xứng. Ừ đấy đúng không, nó đối xứng qua cái đường chéo này đúng không? Cho nên mình dán một điểm ở đây chẳng hạn, thì mình dán một điểm phía bên này sẽ là điểm khác. Đó, nó sẽ làm okay, nó sẽ okay, làm okay, kiểu okay. Như là bạn ấy phải suy luận nhiều hơn đúng không? Thiên về những cái phần ngoài. Có những cái sẽ thiên về những cái phần đó. Tại vì nếu mà mình chấm ở trong không thì nó sẽ không có điểm nào hiện. Trời này giống như chơi mỹ thuật công nghệ ngày xưa vậy. Có thể cắt nữa được đúng không? Lấy cái đó đây bỏ, đây bỏ. Chị thiên về cái viền ngoài á. Vì nó khó hơn hay là nó dễ hơn? Tại vì nếu mà chị dán ở trong này không á thì nó sẽ có trường hợp là không có điểm nào lộ ra hết. Khi ba vị giám khảo dán những cái điểm chấm, tôi có tư vấn cho họ đề cao những cái vùng mà xác suất hiện nó nhiều. Đó mới là chất liệu để bạn Giang chọn được cái vùng hiện. Không biết sao làm được luôn á. Em cũng thấy vậy. Khi mà thả những cái chấm đó mình chỉ mong là hy vọng là bạn sẽ làm được, hy vọng bạn sẽ làm được. Mặc dù cái niềm tin cho cái chuyện xác suất làm được của bạn Tuấn không được cao lắm, chỉ là biết mong thế thôi. Mình cũng muốn tìm những cái điểm đối xứng để mình dán vào. Và mình cũng muốn là những cái phần càng về góc và những cái phần càng hẹp thì có lẽ là nó sẽ là những cái khó để bạn ấy có thể tính toán ra được. Thì Zubin đã tích vào đấy. Ăn thiên về cái phần ngoài nhé. Phần bên ngoài gì à, đúng không? Chúng ta không dán những cái điểm chấm lên những nếp gấp. Tại vì những nếp gấp này rất là quan trọng. Đôi khi một nếp gấp nhỏ cũng có thể biến một cái vùng hiện thành vùng ẩn và ngược lại. Rồi chú chọn cái đề này thì chú phải chấm nhiều nhất. Rất là nhiều khoảng. Hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng mà có những cái có hỏi Hoàng Tuấn là chỗ nào khó, chỗ nào có thể là nhiều, chỗ nào có thể ít thì anh tư vấn cho. Nhất là những cái phần này nè chú, những cái phần mà nó dày đặc như thế này càng phải có nhiều điểm. Sao mà có thể lòi được hai mươi mấy cái chấm này ra ngoài được nhỉ? Những cái ở phía bên ngoài nó sẽ khó suy luận hơn là nó là mặt trong hay là vâng. Nó là mặt ngoài đúng không? Vâng đúng. Bên này 34 hoặc là bên này 36. Ok. Đúng không? Bên này 36 đúng không? Ok. Cả ba giám khảo là những người không biết gấp giấy, không biết gì về origami và thiết kế đồ. Vì vậy họ rải điểm rất là ngẫu nhiên. Và cái sự ngẫu nhiên đó nó mang đến độ khó cho cái đề bài. Xong nha. Ok, Tiên xong. Ok, xong. Sobin xong. Cố lên. Cố lên. Thưa quý vị, ban giám khảo đã hoàn thành phần chấm trên hai mặt của thiết kế đồ. Và sau khi chấm nó sẽ ra như thế này. Đây là của con gà. Và đây là của bạn Hưu. Wow. Thì thưa quý vị, cứ trên một cái mặt này
dựa trên những cái chấm này thôi. Anh Nam con. Hiện tại thì ở trên thử thách này chúng ta đang đánh dấu mặt A và mặt B. Bây giờ để cho ứng viên sẽ cần phải tự suy luận xem là cái mặt nào là mặt ở phía bên trong mà mặt nào là mặt ở phía bên ngoài. Cho nên tôi đề nghị là mình sẽ xóa luôn cái mặt đánh dấu là A và B đi. Ủa chưa đủ khó hả anh Nam? Đây là diễn đàn, đây là sân chơi của siêu anh trí tuệ. Anh ơi, đây mới là lý mặt sầu chứ không phải em đâu nha anh Thành. Tôi cũng đã có một cái ý đồ muốn gây khó khăn thêm cho Đức Giang ở trong cái thử thách này. Chúng ta thường biết là nếu mà cái việc mà lầm các cái thiết kế đồ vào và xác định là mặt trước và mặt sau thì thường là bao giờ những cái mặt gọi là mặt phía bên trong ấy, mặt sau ấy, thì một số những cái khoảng rất nhỏ là được lộ ra bên ngoài thôi. Thì nếu mà làm như vậy thì có thể là sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho thí sinh trong cái việc mà giải quyết vấn đề. Anh Nam muốn vậy, chiều anh Nam luôn. Chúng ta sẽ xóa đi A và B. Dạ vâng. Nguyện vọng của anh Nam đã được hoàn thành. Và bây giờ mời bạn. Mời em uống thêm ngụm xì tin vị cà phê cho năng lượng tỉnh táo lên nào. Chúc em thành công. Chọn mẫu trước. Xong rồi bắt đầu đi. Đi xem cái mẫu nào là dễ làm nhất. Bạn ấy xem nhất. Mẫu nào có vẻ là biết ngay là mẫu nào dễ làm nhất. Để chinh phục trước. Vẫn không thể nào hiểu được là bạn ấy bằng cách nào, dùng cái định luật, quy luật gì, hằng đẳng thức gì đó để mà tạo ra một cái không gian trong đầu bạn ấy. Bởi vì điều đó đối với Tiên là Tiên vẫn hay nói là impossible, bất khả thi, không thể làm được. Đã đến lúc thực hiện thử thách, nhưng dường như vẫn còn một điều gì đó khiến Đức Giang chưa thể bắt đầu. Em muốn đổi chiều của cái mặt A và mặt B này, nó đang bị ngược chiều so với nhau. Không đối xứng. Anh đổi cho em mặt này xuống phía dưới này. Tại sao phải đổi như vậy? Tại vì hai cái mặt này mặc dù nó đang đối xứng nhau nhưng mà xét về chiều thì nó ngược. Em đang muốn nó đối xứng như vậy hả? Đổi kiểu đấy để nó thuận mắt hơn. Bạn ấy có cái cách của làm của bạn ấy, cho nên là ngay cái động tác mà bạn vào và bạn đề nghị là đổi lại để cho nó đối xứng đúng trục. Quá trình giải thiết kế đồ để tạo nên mẫu gấp đơn giản là gấp thiết kế đồ đó chứ không phải là xác định chiều của thiết kế đồ đó như thế nào. Nhưng đối với Giang thì Giang có một cái lập trình khác so với tôi. Vì vậy tôi nghĩ là mình nên tôn trọng thí sinh. Trong ba con đấy thì mình sẽ chọn sư tử là mẫu vật đầu tiên, tại vì như các bạn có thể thấy là cái thiết kế đồ về cơ bản nó đơn giản hơn, ít nếp gấp hơn. Mẫu sư tử này nó có cái hay ở chỗ là nó có rất nhiều nếp thừa mà trên thiết kế đồ không thể hiện ra. Vì vậy bạn phải loại hết những cái nếp thừa này để tìm được cái cấu trúc gốc của mẫu gấp. Bạn ấy nhìn cái hình và bạn ấy xoay cái tay như kiểu bạn ấy đang gấp cái hình ạ. Mình lúc đấy mình cảm thấy khá sốc. Tại vì để mà nói về hình học không gian mà tự gấp thành hình nó trong đầu là cả một quá trình phải luyện tập, cũng như là phải rất rất là nhiều những cái ý tưởng và sự sáng tạo ở trong đầu nó nảy số cùng một lúc. Trong cái mạch bạn đang gấp trong đầu, chỉ cần một lúc bạn mất tập trung này, bạn gấp nhầm hoặc là bạn bị tưởng tượng ra một cái hình khác ấy, là tất cả mọi thứ nó tan biến hết và bạn phải gấp lại từ đầu. Mình cầm cây bút để đo góc
Thì mặc dù là quan sát và tính toán như vậy, nhưng mà bằng mắt thường thì cái góc mà mình đo nó chỉ là tương đối thôi, nó không phải là chuẩn xác hoàn toàn 100%. Tập trung là quan trọng nhất. Ai tập trung được càng nhiều thì cái khả năng thành công cho cái phần thi đó càng lớn. Bạn dùng tay để bạn như kiểu đang gấp thế này thế kia, bạn hình dung ra trong đầu bạn hoàn toàn nó là trí tưởng tượng trong không gian thì nó sinh động. Nhưng mà còn tại sao phải như thế thì chỉ có bạn biết thôi, không ai biết được. Giám khảo đã gọi là có chủ đích là chọn những cái con mà mẫu vật rất là có ý đồ. Ví dụ như là con gà, cái đầu hươu, nó đều có những cái cấu trúc mà nó xếp xô và rất nhiều cái nếp bao bên ngoài cộng với cả cái nếp gập tạo nên những cái điểm hở. Nó không phải là một cái hình toàn vẹn mà nó là những cái mảnh rời rạc. Thì cái điều đấy làm tăng độ khó cho cái thử thách của mình rất nhiều. Có hai con đấy là như nhau, nên là mình chỉ làm lần lượt thôi. Cái này là bạn ấy đang note cái gì đó? Bạn ấy viết tổng rồi đấy. À. 1, 2, 3, 4, 5. Là cái số dấu mà bạn có thể... Đấy, bạn đang nhìn. Có lúc thì bạn ấy đặt cái hình con gà của tôi để phía trước tiền cảnh để bạn xuyên qua con gà để bạn từ đấy bạn chắc là bạn hình dung ra những cái nếp gấp. Cái của anh Sâm mới khó hơn. Em muốn xem là cái cách nhìn hai bên của bạn khác mình chỗ nào, tại vì rõ ràng nó không đối xứng. Với con gà nó có một đặc điểm là tất cả các nếp gấp của con gà nó đều được đẩy xô vào trong và bao bọc ra bên ngoài là những cái đường nếp gấp ngoài. Như vậy nó sẽ tạo ra một cái khung giúp mình loại bỏ được rất nhiều điểm phía bên trong gây nhiễu. Trong ba con đấy thì với mình khó nhất là cái đầu hươu. Nó thực sự là có quá nhiều các nếp gấp chồng chéo lên nhau, dẫn đến như cái phần điểm hiện ra bên ngoài nó là những cái mảnh ghép rời rạc và phải qua rất nhiều nếp gấp thì mới có thể định hình được. Đề của Sobin lại cuối cùng lại gây nhiễu nhất, đùa đó. Trông đơn giản lắm vậy, khoai. Bạn này như bạn đang tìm kiếm cái kiểu chính xác tuyệt đối hay sao ấy, hay là bạn này không muốn là bị sai có một đơn vị hay là như thế nào ấy? Trong lúc làm thì mình có rất nhiều lúc mà tẩy xóa. Đấy là lúc mà mình đang băn khoăn giữa những cái góc của cái thiết kế đồ đấy. Khi mà gập lại thì cái điểm đấy liệu nó có chênh ra vài mm so với cả cái phần hình nhìn thấy hay là không nhìn thấy. Em đã hoàn thành xong rồi ạ. Sau một thời gian miệt mài chờ đợi thì bạn đã hoàn thành được thử thách của chương trình. Và bây giờ, tổ khoa học sẽ cho chúng tôi đáp án của chương trình. Giang ơi, tự tin không? Phải xem kết quả mới tự tin được ạ. Ok, vậy là không tự tin rồi. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ xem đáp án của bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ đưa đáp án của chương trình. Và dĩ nhiên, bạn sẽ được sai số là cộng trừ 2. Ví dụ như bạn đưa ra đáp án là 6 thì từ 4 đến 8 thì chúng ta chấp nhận cái đó là đúng. Người ta sẽ không thể nào gấp thẳng từ thiết kế đồ qua một mẫu gấp chỉnh chu. Người ta sẽ phải trải qua những cái mẫu gấp gốc gọi là base. Sau mẫu gấp gốc người ta sẽ có những cái đường uốn hoặc là đường ấn vào để làm thay đổi một số bộ phận từ đường thẳng sang đường cong. Cái việc đó nó sẽ làm cho mẫu gấp gốc mất hoặc là hiện ra
một số điểm. Vì vậy, sai số cộng trừ 2 là một điều cần thiết cho đề bài này. Chúng ta cùng xem đáp án đầu tiên của bạn. Bạn đưa ra đáp án là... Mình cảm thấy rất là hồi hộp vì bản thân ngay lúc đấy mình cũng không hề biết kết quả và mình cũng đang chờ đợi, mong rằng đáp án của mình là chính xác. Mặt trước 1 cộng 2 cộng 1 cộng 1 bằng 5, mặt sau không có điểm nào. Cho anh hỏi là cái 1 cộng 1 cộng 2 này là gì vậy cưng? Tại sao phải biết như vậy mà không biết rõ ra là số 5 luôn? Tức là khi em làm thì em giải từng phần một, em chia các phần nhỏ ra để em giải. Phần nào có kết quả thì em ghi vào. Là em để từng phần? Đúng ạ. Thì chúng ta sổ mặt A trước. 1 2 3 Ui 4 Trời ơi đừng đùa nha. Đừng đùa nha. 4 điểm. 4 trên 5 vẫn đúng. Mặt này bạn nói là không, nãy 4 điểm. Nếu như mà không thì sai số nằm trong khoảng 1 thì vẫn được tính nha quý vị nha. Và số 4. Đánh giá chung so với 3 đề thì đề sư tử có vẻ dễ hơn, nhưng mà giám khảo Sobin vô tình hoặc là do chủ đích chấm vào khu vực góc chết gấp vào, thì cái ranh giới giữa phần nhìn thấy và không nhìn thấy nó chỉ cách nhau khoảng 1mm thôi, thì cái điểm nó nằm trong cái phạm vi đấy. Kéo lên nữa, lên nữa, Thế nhưng đó là cái dễ nhất. Chúng ta hãy đến với con gà huyền thoại của nhà báo Lại Văn Sâm. Đáp án của bạn là trước 6 và sau 1. Như vậy tổng của bạn là 7, nằm trong khoảng từ 5 đến 9 là chính xác. Em xác định đây là mặt A hen. Số 1. Lên đi em, lên đi em. Lên luôn. Từ từ. Mặt này chỉ có 1. 2 3 4 5 5 6 Đúng 6. Đúng 6. Nổi da gà. 1 Ông khoan từ 2 này 3 Đúng rồi, đúng rồi. 4 này 5 5 5 Vẫn trong mức an toàn. Lo. Ráng cái này là em nhẹ trách nhiệm nè. Xong cái này là thắng luôn rồi, nhẹ cái gì nữa. Một chấm thôi. Vẫn chấp nhận được, vẫn chấp nhận được. Lên. Mình rất hứng thú với phần gọi là xem kết quả. Đấy, lâu lắm rồi Spin mới có cái cảm giác hồi hộp như thế. Cảm thấy là mình đang được chứng kiến một người dị nhân Việt Nam mà được nhìn bằng xương bằng thịt. Số điểm chấm ở mặt sau sẽ là bao nhiêu? Hãy cùng chờ xem sau ít phút. Trên VR trọn vẹn và độc quyền những bí mật siêu hot Hoa hậu Việt Nam 2020. Chấm thôi. Vẫn chấp nhận được, vẫn chấp nhận được. Lên. Tổng của cái bức ảnh này, những cái điểm lòi ra là 5. Yes. 5 trong sai số 7 và chúc mừng.
Thưa quý vị, 2/3 thử thách thành công. Yes. Yeah. Để cho quý vị giám khảo và khán giả tại trường quay cũng như khán giả tại nhà xem được thâm phụt khẩu phụt, chúng ta sổ luôn cái thứ ba. Đáp án của bạn là... Wow, 12. Phía trước là 8 và phía sau là 4, tổng là 12. Quý vị thấy những cái thứ mà tóc tiên nó đưa ra lúc nào cũng làm cản trở cuộc đời người ta không? Điểm nào? Một. Hai. Hai. Ba. Bốn, năm, sáu. Bảy thôi. Một, hai, bảy thôi. Ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy nha, bảy. Bảy nha, bảy nha. Vẫn đang an toàn nha. Một, một, hai, ba. Hai, ba. Gì vậy? Bốn. Bốn rồi. Dừng, dừng, đừng, đừng, đừng. Rồi lên đi em, đừng, lên, 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 lên. Đừng, lên, đừng. Lên. Hết. Hay quá em ơi. Kinh khủng. Cái khó nhất là cái gần nhất. Thưa quý vị, thành công 3/3. Wow. Thử thách thành công hoàn toàn. Làm Tiên thấy nhẹ nhõm nhất là đó là trong ba khối origami thì khối của Tiên bạn ấy cho là khối khó nhất. Nhưng xác suất sai của bạn ấy là xác suất ít nhất, chỉ sai đúng một điểm thôi, cộng trừ một thôi. Cái đó là cái mà khiến mà Tiên thực sự là nổi hết da gà. Thưa quý vị, Đức Giang đã vừa làm một chuyện kinh ngạc. Thật sự, đây là một kết quả mà cả hai đấu thủ trên đấu trường quốc tế vẫn chưa thực hiện được. Và ngày hôm nay, Đức Giang đến từ Hà Nội đã pass được qua cái exam này. Một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho Đức Giang, thưa quý vị. Đây là một cái công thức nào đó em tự nghiên cứu được qua cái hình học không gian, hay là do thực sự là do cái trí tưởng tượng của em mang đến? Thực ra thì anh cũng có thể thấy là mỗi một cái hình, cái cách gấp, cái thiết kế đồ nó rất là khác nhau. Thế nên là không có một cái quy luật nào để áp dụng giải chung cho tất cả các hình cả. Với mỗi một hình thì em có một cái cách giải riêng. Con sư tử chẳng hạn, em nghĩ là nếu mà anh Tuấn là người gấp thì anh sẽ gấp những cái nét ở giữa trước, tức là nét dọc và nét ngang để định hình cái tờ giấy, sau đó mới bắt đầu phát triển lên những cái nét ở bên ngoài. Em thì em không biết gấp, em sẽ dựa vào cái thiết kế đồ đấy, em gập những cái nếp gấp ở ngoài và trước để nó co cái hình lại. Có những cái nếp gấp thì chỉ cần gấp một lần là xong, có những cái nếp gấp thì cần phải gấp nhiều lần. Thì em sẽ hình dung trong đầu là em gấp những cái nếp giấy đấy. Nếu mà gấp đến một bước ở đấy mà cảm giác gấp không được nữa thì em sẽ quay trở lại và gấp một cách khác nữa. Ồ. Oh. Trong ba hình này khó nhất, hình của chị Tóc Tiên là khó nhất ạ. Nhưng mà em sai số hình đó ít nhất luôn đó. Vâng. Và hồi nãy em thấy em không tin là bạn có thể làm được. Bây giờ bạn đã vượt qua được. Em nghĩ sao về những gì em vừa chứng kiến? Nghe bạn nói xong thì em có một cái liên tưởng như vậy. Trong origami nó có một cái phần mềm gọi là Oriba, là phần mềm giải những cái thiết kế đồ này dành cho người biết gấp giấy. Và những cái gì mà lập trình trong đầu của bạn là giống như là rất là nhiều năm người ta biên soạn ra cái chương trình đó và nhét vào đầu bạn. Em nghĩ là nãy em ra đề thì sao chứ? Em ra đề thì tricky hơn rồi. Em nghĩ vậy. Em nghĩ vậy. Thí dụ mà nãy người ta biết cái con nào khó nhất ta ra đề, em nghĩ em có qua nổi không? Em nghĩ nếu mà cho em làm lại em vẫn tự tin. Đừng đùa. Ban nãy khi mà tôi chọn ấy thì tôi phải tham khảo ý kiến của chuyên gia này, của anh Tuấn. Và anh ấy nói rằng ở đây có hai cái con vật mà theo anh ấy là khó nhất, đó là con hiêu và con gà tre. Nhưng mà với góc độ từ bạn Giang của chúng ta thì bạn lại cho rằng là khó nhất là cái đầu hiêu. Thế thì tại sao lại có sự khác biệt của hai người mà đều am hiểu về cái lĩnh vực này như vậy giữa Tuấn và Giang? Theo Tuấn thì sao? Câu hỏi tuyệt vời. Tại vì đối với cháu á, cháu sẽ đánh giá một mẫu gấp trên cái góc nhìn của một người biết gấp giấy, chứ không phải là một người giải toán hình. Còn đây là giải toán thì không hề biết gấp giấy. Dạ. Nó khác nhau ở chỗ đấy. Nó giống như cái cách mà hồi nãy bạn Giang nhờ bạn Tuấn đổi kiều
cái tờ giấy lại. Thì là đấy theo cái cách của Giang. Vì cái cách nhìn của Tuấn với, nó khác. Đúng rồi, với Giang thì cái đấy lại rất quan trọng. Và với Tuấn thì cái đấy là, bắt đấy chú nghe thấy Tuấn nói là không có nhiều ý nghĩa lắm đúng không? Thế mới biết rằng là mọi con đường đều đến thành Rome đúng không? Chúng ta có thể đến một cái kết quả nào đấy bằng nhiều cách chứ không phải chỉ một cách duy nhất. Và đấy là sự phong phú. Cảm ơn, xin cảm ơn. Như anh Tuấn có nói là hai hình đấy là khó, nhưng mà đối với cháu là người giải mà cháu không biết gấp ạ, thì cháu đánh giá là những cái hình nào mà nó có những cái điểm hiện không tạo thành hình thù nhất định mà nó được tạo bởi nhiều nếp gấp gấp chồng lên nhau, và cái điểm hiện cuối cùng trong sau rất nhiều lần gấp như vậy thì mới là cái khó. Đấy là cháu nói hay là cái phần mềm mà anh Tuấn nói là hình như là gài ở trong đầu cháu nói. Ok, ở đây nó có một cái thú vị này này. Tôi tự nhiên liên tưởng tới cái trí tuệ nhân tạo và con người. Một bên anh Tuấn rõ là một con người biết gấp và làm mọi cái theo cái cách suy nghĩ của một người trực tiếp làm. Còn bên này thì như anh Tuấn nói thì là hình như là nó có gài một cái phần mềm đấy trong này. Cả hai bên đều có một cái đáp án. Vậy chúng ta chọn cái gì? Tôi chọn con người. Cái cách mà người trực tiếp Tuấn anh làm. Không, nhưng mà anh ơi, xem bản Giang, bản giải đề rất là thú vị. Giống thú như vị mình xem những cái phim mà khoa học viễn tưởng, người ta hay có mấy cái động tác. Thì mình chỉ thấy trên phim thôi, tại vì công nghệ chưa tới. Nãy người ta không có làm động tác như em. Ừ. À. Có mà. Người ta chỉ tưởng tượng trong đầu thôi. Có mà Giang nói đúng không? Trong quá trình làm ấy thì em cầm cái bút để đo góc. Tức là khi mà gấp những cái nếp giấy vào thì nó sẽ tạo ra những cái góc kiểu góc phân giác ấy. Đó thì những cái sai số thường là nằm trong cái khoảng đấy. Ví dụ đề của anh Sobin ấy thì sẽ xuất hiện hai điểm nó nằm ở trong góc phân giác như vậy. Thế nên là vô tình cái độ chênh lệch của nó chỉ có vài mm thôi. Sobin, em có feeling như thế nào sau khi vừa xem những gì đang xảy ra? Em đã từng xem siêu trí tuệ nhưng mà qua màn ảnh nhỏ và xem từ mùa trước, thì cái cảm giác khi mà xem những siêu trí tuệ thực sự làm qua màn ảnh nó không thể diễn tả được bằng khi mà em ngồi trực tiếp tại đây. Khi mà bạn ý mở đến cái bức cuối cùng của chị Tiên ra thì em thực sự rùng mình luôn ấy, cảm giác rùng mình thực sự vì bạn ý quá giỏi. Và khi mà bạn ý giải thích là tại sao bạn ý có thể làm ra được như thế thì em lại càng khâm phục bạn ý hơn. Thì đây chính xác là một siêu trí tuệ ở Việt Nam rồi. Cảm ơn Subin. Bây giờ là lúc giám khảo khoa học Trần Thành Nam sẽ gửi tặng số điểm của mình cho bạn để đánh giá được mức độ khó của tiết mục này. Xin mời. Điểm thưa quý vị. Ở mùa đầu tiên để đến cái ngưỡng này, người ta phải thực hiện những điều cực kỳ chóng mặt và gây khủng hoang. Cho đến mùa này, Triều Trí Tuệ đã cho chúng ta một cảnh giới mới. Xin anh Trần Thành Nam giải thích rõ hơn về số điểm rất cao mà anh cho là chính ạ. Cái thử thách của chương trình đưa ra ấy, có tính đến những cái sai số ở những cái góc độ mà do cái việc mà tạo hình nên cái con vật đó là cho phép được cái sự sai số. Thì Đức Giang đã vượt qua. Nhưng mà với cái sân chơi của siêu trí tuệ Việt Nam ấy, thì chúng tôi cũng kỳ vọng là có thể có những cái bộ óc có thể tính toán được cái sự chính xác ở trong những cái góc nhỏ như vậy. Tôi nghĩ rằng là có rất là nhiều điều để nói, nhưng mà đúng là cảm giác của chúng tôi là đây là một cái bộ óc kinh khủng và làm cho những người xem cảm thấy hoang mang. Xin cảm ơn bạn. Xin nhờ nhà báo Lại Văn Sâm sẽ gửi tặng chiếc cúp danh dự để chúc mừng cho Đức Giang trở thành thành viên tiếp theo của đại gia đình siêu trí tuệ Việt Nam. Chúc mừng. Giỏi lắm. Vâng, cháu cảm ơn. Và xin được cảm ơn Tuấn đã mang đến bộ sưu tập thật tuyệt vời. Cảm ơn em, chúc em thành công trong cuộc sống. Và mời em tiến về đỉnh vinh quang của mình. Tôi đây thật vì thiên. Tôi bây giờ đây. Chiều vào dặn lời như ánh sáng.
Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Đức Giang đến từ Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được khép lại chương trình ở đây. Chương trình do VChannel thực hiện được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV2 VChannel và được phát sóng song song trên siêu ứng dụng giải trí VEON. VEON không thể rời mắt. Chúng tôi xin được cảm ơn hai đơn vị tài trợ chính của chương trình: Sting vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo bừng sáng trí tuệ Việt, và xin cảm ơn mì ba miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tuần tới ở tập cuối của vòng khiêu chiến. Đây là một lời giới thiệu của Việt Hoàng và Huy Hoàng. Cả hai bạn nói với ban tổ chức rằng hãy lấy Việt Hoàng và Huy Hoàng, cả hai cái đầu này cộng lại mới ra được cái đầu của con người này. Hãy chào đón siêu dị nhân của siêu trí tuệ mùa 2. Ai sẽ là những gương mặt tiếp theo tuyên chiến với trí tuệ? Mình muốn tôn vinh trí tuệ của phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ sinh ra không phải để nội trợ. Nội trợ là do họ lựa chọn, chứ không phải là họ không có khả năng. Câu này hay quá hay ta. Thử thách nào sẽ được chinh phục? Đây là những bộ môn toán được đưa vào thi đấu quốc tế. Ngày hôm nay chúng tôi lựa chọn ra là trên dưới 10.000 số nguyên tố. Em đã nói là nó giải trên một cái khối lập phương. Giải đúng chưa xong, phải giải đúng màu nữa mà còn không nhìn. Oh my god. Cái này mà theo mà độ khó cho em chấm 10 luôn á chứ năm gì. Quá khó đi. Không phải là quá khó em ơi, cái này là nó vô lý. Nó vượt ngưỡng quá khó rồi. Choáng thật sự, chả thi chả làm gì mà ngồi đây mồ hôi nó cứ chảy ròng ròng. Em được phép đi về ngay trong lúc này nếu em cảm thấy mọi thứ vượt tầm tay của mình. Thực ra thì đã đứng ở đây rồi thì sẽ không có chuyện em đi về mà không thử hết sức của mình. Yes! Cho anh hỏi cái này, quốc tế người ta đang đạt cái thời gian đó là bao nhiêu? Người ta giải khoảng 1 tiếng 10 phút. Em nhắm thời gian tối đa em chỉ có thể có là bao nhiêu? Em sẽ giải nó trong 35 phút. Kỷ lục nào sẽ được phá bỏ? Ai sẽ là thành viên cuối cùng của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam? Đón xem tập tiếp theo của siêu trí tuệ Việt Nam lên sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Yeah.